là chơi với nhau 5 năm trời. Tới lúc tụi em cưới một cái là đùng một cái là cưới thôi chứ không 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 có yêu đương. Dạ. Ê vậy vui lắm á, tại vì mới đầu 5 năm trời mà là bạn không á, chị đi nhậu á, rồi cái xong cái cưới rồi cái đêm tân hôn vui không? Đêm tân hôn kể nghe coi nó kỳ kỳ á. Không, em yên tâm đi, anh không phải là giống như người khác là suốt ngày sáng say chiều xỉn. Đúng, anh về anh giữ lời hứa với em, sáng anh tỉnh, tối anh mới xỉn thôi. Một tháng 30 ngày thì anh hết 28 ngày anh xỉn rồi, anh chừa lại 2 ngày là thứ bảy chủ nhật đó. Trời đất ơi. Bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Giờ đầu tiên em xin được giới thiệu, em là Lài Chanh Chánh, đến từ Đắk Nông. Công việc của hiện tại của em là sư phụ lậu. Hả? Em là người Hoa. Tại vì bên người Hoa em là có rất là nhiều những cái phong tục tập quán riêng của người Hoa á, thì sẽ có một số người là đảm nhận những cái công việc đó, giống như là những cái tục lễ mà mình ma chay cưới họ hay là những cái lễ hội của người Hoa đó. Rồi, rồi. Gọi là để phổ biến những cái tục lễ đúng không, những lưu truyền lại. Dạ. Của từ ông bà lại. Dạ, dạ. Còn em? Dạ. Em xin chào mọi người, xin chào MC Hồng Vân và Quốc Thuận. Em tên là Ngô Kim Cúc và năm nay em 23 tuổi, em đến từ Đắk Nông ạ. Em cũng là người Việt gốc Hoa. Cái mối tình của các em nó bắt đầu được như thế nào? 5 năm về trước rồi, là em đi xuống nhà bạn của em chơi, vô tình là gặp được vợ em, cũng là ngày xưa là cái bằng bé Cúc thôi. Dạ, lần đầu tiên gặp Cúc để tóc tomboy á, thấy cũng lạ lạ, cũng ấn tượng. Một thời gian sau, cũng khá lâu á, em vô nhà cô của Cúc chơi, không ngờ được là Cúc lại là cháu của bạn mình. Thấy dễ thương, lúc đó mới lấy số, mới tìm hiểu đồ. Cái lần đầu tiên mà chưa phải là lấy số đó là đã thích rồi gì? Dạ, ý là thấy dễ thương thôi chứ cũng chưa thích. Dạ. Là nói chung dạ. Là ấn tượng tốt, đẹp đúng không? Dạ. Cái lần đầu tiên gặp em thấy anh dạy gái. Anh đi xuống nhà bạn chơi. Ở nhà có nhiều người lắm, chắc cũng tầm mười mấy người á. Anh mua nước mía hết cho cả nhà uống luôn. Ta gọi là ga lăng, sao gọi là dạy gái? Vô nhà cô thì gặp thì lúc đầu là anh này cũng chưa có nhớ ra em đâu. Xong rồi lúc đó là tụi em mới chơi với nhau thôi. Là chơi với nhau 5 năm trời. Tới lúc tụi em cưới một cái là đùng một cái là cưới thôi chứ không có yêu đương. Rồi trong lúc làm bạn bè có nắm tay nắm chân rồi có này kia nọ không? Dạ không, chỉ có rủ nhau đi nhậu cà phê thôi chứ không có. Tại sao lại cưới như vậy ta? Anh cưới em là tại vì mẹ anh không có cho anh cưới bạn gái anh. Anh là hồi xưa là anh có quen một chị, anh với chị đó rất là thương nhau, nhưng mà tại vì ba mẹ thấy là chị đó sao quá. Với lại làm nếu mà cưới là sau này anh phải xuống Bình Dương lập nghiệp, không có ở trên Đắk Nông nữa, nên là ba mẹ không có đồng ý. Xong rồi cái vô tình mà lúc đó là tụi em gặp lại nhau á, xong cái ba mẹ anh xúi anh cưới em. Rồi lúc đó là em nghe lời xúi của ba mẹ cưới luôn. Dạ. Ê vậy vui lắm á, tại vì mới đầu 5 năm trời mà là bạn không á, chị đi nhậu á, rồi cái xong cái cưới rồi cái đêm tân hôn vui không? Đêm tân hôn kể nghe coi nó kỳ kỳ á. Nó có cái sự gì khác cái lúc mà 5 năm trời mà đi cà phê với nhậu nhạc không? Cũng khác dữ lắm, cũng hơi bất ngờ. Thì cái đêm tân hôn thì cũng hơi bối rối. Không, anh không có bối rối đâu chị. Anh không bối rối hả? Không hề bối rối. Tại vì trước đêm tân hôn là anh đã dụ em rồi, làm sao mà bối rối được. Lúc đó là em đi làm ở gần nhà anh, nhưng mà từ chỗ làm là về nhà em là nó mười mấy cây lận. Dụ em dọn xuống nhà anh ở, mà trong khi chưa có cưới họ gì hết. Em kêu không, mỗi lần mà em đi công tác về là anh hay dụ em thôi, em xuống nhà em anh ngủ đi, chứ về nhà chi xa xôi. Ý là dụ xong rồi thì cũng xuống, cũng cho ngủ phòng riêng đồ. Cái có một đêm em sợ ma quá, cái anh sao đêm qua không ngủ được mà không gọi cho anh. Gọi cho anh xuống ngủ cùng. Rồi tụi em có suôn sẻ vậy cho đến ngày cưới ha? Nó có cái sự cố gì trước khi cưới không? Dạ cũng có. Có hai sự cố là anh giới thiệu em với mẹ ảnh ra Tết là sẽ xin phép mẹ của em, thì mẹ đồng ý. Tự nhiên cái sáng sau anh đuổi, anh kêu là em ơi, anh không có tốt giống như em nghĩ đâu. Cái em cũng đang nghi, tại vì con gái mà mình thường hay có giác quan thứ sáu lắm. Còn hỏi thì em mới biết là ảnh đang quen một chị nữa ở Bình Dương. Rồi anh kêu là ra Tết mừng vẫn cưới, nhưng mà phải cho anh thời gian để anh chấm dứt với cái chị này. Lúc đó là em giận lắm. Không có cưới họ gì hết. Vậy thì em không khác gì là một người thứ ba xen vào hết đó, nên là em không có đồng ý. Lúc đó là em bỏ về luôn. Cái ảnh lên trên chỗ làm của em á, ảnh đòi gặp em, xong rồi ảnh gọi ra nói chuyện. Thì hai đứa cũng nói chuyện xong rồi thống nhất với nhau. Thì em nghĩ là thôi, dù gì thì mình cũng không có thương, thôi cưới cưới đại đi. Người ta sao kệ, quan trọng là vấn đề sau này cưới về nó như nào thôi. Nó có hai lần. Hai sự lần. Sự cố vừa rồi là sự cố thứ nhất. Một lần nữa là trước ngày cưới, tầm một tháng rưỡi.
Là lúc đó là cận Tết luôn. Là chuyện gì nữa? Ý là nếu mà ra Tết cưới á, thì là anh phải về nói chuyện với ba mẹ em đàng hoàng. Thì anh quyết định mùng 8 sẽ sang nhà nói chuyện với ba mẹ em. Cái anh nói là nhưng mà mùng 4 là anh có một chuyến đi du lịch Đà Nẵng rồi. Tự nhiên tới hôm 27 Tết gì đó là em vô tình em phát hiện được là anh này đi với chị người yêu. Cái chị mà chưa có chấm dứt đó. Dạ, anh đúng, hứa đúng. Là lần một chấm dứt rồi lần hai là vẫn đi du lịch. Ông sư phụ lão này dễ sợ quá đâu, ông giải thích đi ông. Tại vì cái vé, cái chuyến đi Đà Nẵng đó là đặt trước mấy tháng rồi, là hứa là sẽ đi rồi. Vé hủy được mà. Xong cái hủy luôn. Hả? Xong cái hủy. Có hủy không? Hủy rồi. Rồi cuối cùng mà có đi Đà Nẵng không? Phát hiện dạ, ra không? Rồi mới hủy đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà tại sao em phát hiện được? Giống như linh cảm vậy, mỗi lần mà anh đi với gái hay là anh làm gì là em đều có linh cảm. Mới là tự nhiên em kiểm tra điện thoại là thấy nó hiện sờ sờ. Xong rồi em dục điện thoại cái bạch đó, em đi về một mặt luôn là ổng biết chuyện gì xảy ra. Cứ điện thoại liên lạc cho em hoài cái em chặn luôn. Anh gọi điện không được, cái anh mới nhờ má gọi điện. Mà chị hỏi nè, lúc đó là em yêu anh rồi chưa? Dạ chưa. Chưa có yêu mắc mới gì ghen? Hả? Ghen chứ. Cảm giác lúc đó là mình bị lừa dối nên là mình cảm thấy rất là bực bội á. Lúc nào mới yêu nè? Cưới về khoảng một thời gian là một tháng mấy hai tháng rồi mới bắt đầu yêu á. Lúc đó em đã yêu cô bạn này chưa? Dạ chưa. Chưa yêu mà dụ. Gan tay trời luôn à. Là các bạn là đó có cái tình bạn 5 năm rồi, bây giờ cái đêm tân hôn á nó vui không? Cái dạ. Lần đầu tiên mà em sở hữu được cái con người này là mình cảm thấy nắm được tất cả thiên hạ. Cũng hơi lúc đó thì cũng hồi hộp. Cái em tắt đèn mất tiêu rồi, em cũng cảm giác nó lạ. Lạ đúng không? Nó khó tả. Thế còn Trúc thì sao? Không, không có dám nhìn, tắt đèn. Nhưng mà thích không? Khó. Biết sao mà chị hỏi không? Là tại vì nè, hai người này là yêu nhau sau khi kết hôn. Là sau khi có cái chuyện kia đúng không? Thành ra là thuộc là đây là một gọi là một kiểu vợ chồng á, là sau khi đã có cái quan hệ thể xác rồi thì mới cảm thấy là yêu nhau, cần nhau. Đó, nó có nhiều dạng lắm em. Mà có những người mà yêu nhau khủng khiếp luôn ha, yêu 5-6 năm yêu thì yêu, đụng vô nhau một cái bỏ luôn. Bỏ luôn. Đó là vậy. Hai bạn á là xuất phát từ tình bạn, cũng không yêu thương. Vậy thì sao hôn nhân thì chắc chắn một vấn đề để gọi là hiểu nhau. Thật sự là chưa hiểu nhiều lắm đâu. Vậy thì có những cái biến cố gì sao không nhân không? Xong rồi khi đám cưới á, thì tụi em có mở một cái tiệm điện thoại. Thì anh giao cho em là toàn quyền quản lý hết. Thì mở được khoảng tầm 2-3 tháng á, là nó xảy ra một vài cái trục trặc. Tiệm của em nó bị suy sụp. Khoảng thời gian đó thì nó bị thua lỗ nhiều, dẫn đến là lúc đó em bị stress nặng. Đó, vậy như kiểu là bây giờ cái số tiền đó nó so với người khác thì nó không lớn, nhưng mà so với em thì nó cực kỳ lớn. Tại vì em mới 2-3 tuổi nên là em cảm thấy là nó mất mát rất là nhiều. Kiểu là lúc đó em không có làm được gì luôn. Em chỉ có thu mình lại thôi. Cứ sáng là em dậy em nấu đồ ăn xong hết rồi là em chui vô phòng, em nằm. Ai gọi điện thoại hay là nhắn tin hay là cái gì em cũng trả lời hết đó, trừ ba mẹ em với chồng em thôi. Còn cứ tới tối là ra, cứ vô phòng vậy, giống như con ốc sên vậy. Ảnh đi lo hết tất cả mọi việc, từ việc giải quyết cửa hàng, thanh lý hàng hóa, thanh lý tủ, rồi cho tới giải quyết nợ nần là một tay ảnh làm hết. Cái thời gian đó trong bao lâu? Khoảng tầm một tháng. Rồi lúc đó nói chung là cái người mà bên cạnh em và động viên em và giúp đỡ em để mà vượt qua cái trầm cảm đó chính là chồng em đúng không? Dạ, thực sự là nếu như mà người khác thì em nghĩ là có thể là nó sẽ rất là nhiều chuyện lục đục. Và cũng chính vì lý do đó mà khiến em trở nên yêu chồng mình nhiều. Dạ đúng rồi, đúng không? Đúng rồi. Cái đó là biến cố lớn nhất mà thay đổi tình cảm, suy nghĩ của hai vợ chồng em. Rồi, bây giờ là cưới nhau được bao lâu rồi? Tới giờ là được 1 năm 4 tháng. Đã có tin vui gì chưa? Dạ chưa. Thì sau khi về ở chung, anh ấy có tật xấu gì không? Trời, nhiều lắm anh. Anh này anh nhậu dữ lắm. Hồi xưa lúc mà trước khi cưới em hỏi là ủa anh uống dữ lại về mai mốt có uống không? Không, em yên tâm đi. Anh không phải là giống như người khác là suốt ngày sáng say chiều xỉn. Đúng, anh về anh giữ lời hứa với em. Sáng anh tỉnh, tối anh mới xỉn thôi. Một tháng 30 ngày thì anh hết 28 ngày anh xỉn rồi, anh chừa lại 2 ngày là thứ bảy chủ nhật đó. Trời đất ơi. Anh có một cái tật vô tâm lắm. Em nhớ là có một cái lần, tại vì lúc sinh nhật ảnh là điện thoại của ảnh bị hư nên là em quyết định em mua điện thoại cho ảnh. Thì em mua trước là cũng được 4-5 ngày á, xong em nghĩ tới sinh nhật là em sẽ tặng bình thường đưa cho ảnh thôi. Nhưng mà cái tối hôm trước cái hôm sinh nhật á là ảnh với ba cãi nhau. Ảnh buồn lắm.
ra dắt cái xe, mở xe đổ xong ông đừng ông khóc ngon lành giống con nít vậy á. Kem mới thấy không tội quá, kem nghĩ là em làm cái gì đó cho anh vui, tại vì gấp quá em không có mua được gì hết, em mua bong bóng với lại nến với lại bánh choco pie rồi đó. Em về em thổi bong bóng xong rồi em sắp nến được khắp phòng vậy á, xong em xếp cái bóng cái bóc cái bánh choco pie ra em xếp thành cái bánh sinh nhật, em cắm nến lên. Xong rồi ảnh thì ảnh nhậu xịn quá cái ảnh ngủ rồi, tới 12 giờ em đốt nến đốt đồ vô xong rồi em chạy qua phòng anh, em kêu là anh trời ơi phòng có con rắn kìa anh chạy qua anh coi đi. Không, ngủ, nằm ngủ, lôi kéo hay là bất cứ cái gì cũng không dậy hết. Bất tỉnh luôn à? Không phải, ảnh dậy nhưng mà giống như kiểu là ảnh đang buồn trong người á, nên là ảnh chỉ suy nghĩ là bây giờ ảnh buồn thôi. Anh không cần biết em nói là anh qua đây đi em có cái bất ngờ này cho anh, cũng không dậy luôn, nằm yên vậy. Trời ơi, xong rồi cái em về phòng em ngồi im trong phòng luôn, nến đồ bóng bay đồ, em để im như vậy luôn. Ừ. Rồi còn cái tật xấu gì nữa không? Cái tật ông rất là thích con nít. Lúc mà cưới về em bị cái đau dạ dày á, nên là em ăn đồ ăn vô em hay bị ói ra, ông kêu wow hôm nay có bầu rồi hả. Em có một sợ một cái bài báo ở trên mạng á, viết là nếu mà mình hút thuốc với lại uống rượu bia nhiều là nó sẽ ảnh hưởng tới tinh trùng á. Anh trời, anh đọc xong anh sợ lắm, anh sợ xong cái anh bỏ thuốc, anh bỏ nhưng mà bỏ chắc đâu được 6 ngày á cái anh hút lại. Vậy là không có kiên trì. Thích con nít mà thích hút thuốc, thích uống rượu nữa thì con nít nó không thích. Rồi bây giờ tới em đó. Dạ. À, giờ em có tật xấu gì không? Giờ em thì có nhiều tật xấu chứ. Lười biếng nè. Làm biếng là không chịu làm việc nhà đó đúng không? Dạ, nhiều khi bắt em làm việc nhà nữa cơ. Rồi nấu ăn được không? Nấu ăn dở lắm. Thích nấu ăn nhưng mà nấu ăn dở. Thích nấu ăn nhưng mà nấu ăn dở. Nấu chính vẫn là em, mà lại hay quên. Có lần đi vô rạy phụ mẹ, xong cái tháo cái nhẫn cưới ra, cái để trên cái điện thoại, lát mấy đứa em nó phá nó làm mất tiêu. Mất luôn cái nhẫn cưới. Xong cái vô tình em lại lụm được. Cho em bào chữa đi chứ đoạn này em ức quá. Nếu mà nói đáng chí là anh đáng chí hơn. Tại vì em quên đồ nhưng mà em toàn quên ở nhà em không à. Còn ảnh là bữa em nói rồi là đừng có la em nhiều, la nhiều là bị nghiệp báo, ảnh không có tin. Cái anh đi ăn sáng xong cái anh để quên cái điện thoại đó luôn, mà để quên xong tới chiều mới biết là mình mất cái điện thoại rồi. À. Còn cái việc nhà là em nhộn được có đúng một lần. Nhờ em khui thì mới phát hiện ra thêm. Dạ. Có cái tật xấu là đổ thừa. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ mong muốn chồng thay đổi cái gì? Chị mong muốn là chồng em bớt vô tâm hơn với lại thay đổi cái cách suy nghĩ á. Ừ, cưới về thì những cái chuyện mà giống như chuyện vui hay là chuyện gì đó mình không có cần thiết là phải lãng mạn hay là phải này kia cái nọ á, thì nên thay đổi cho tâm hồn nó trẻ một xíu. Nói chung là bớt mọi thứ đi, bớt vô tâm lại. Có bớt thương vợ luôn không? Còn chắc thì sao? Em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em cũng mong muốn là vợ thì siêng năng hơn, biết nghe lời chồng là tốt rồi. Em thì rất là nghe lời ảnh. Có một cái là mỗi lần mà cãi nhau lên là em chuyên gia làm ngược lại cái lý ý của ảnh. Là ví dụ như anh muốn em rửa chén em sẽ đi quét nhà đó vậy mà. Kiểu... nghe lời gì bảo ý là lúc mà cãi nhau đó, lúc cãi nhau sai cái đó lại. Là còn con nít đó, hiện giờ là hai bạn này là cái tôi vẫn còn dữ dội lắm nè, chưa có chịu bớt cái tôi của mình đi để mà hòa nhập lại với nhau. Bây giờ các bạn bắt đầu mới thực sự là yêu nhau qua một cái sự cảm động trong cái chuyện mà cái cú sốc làm ăn mà mất tiền đó đúng không nè. Yeah. Thì bây giờ mới là cái thời điểm các bạn đang tìm hiểu nhau một cách thực sự, cho nên cố gắng tìm hiểu và tìm tòi những cái ưu điểm của nhau và những cái khuyết điểm thì các bạn cứ tưởng tượng đi, đừng có bây giờ đừng có nghĩ là đã là vợ chồng rồi, mà hiện giờ hai người này đang tìm hiểu nhau, đang yêu nhau đó, để các bạn cố gắng là đừng có tạo ra nhiều những cái mà hiểu lầm. Muốn bớt cái tôi của mình lại thì phải dành nhiều buổi tối cho nhau đó ha. Dạ. Thì em bé sẽ xuất hiện nghe. Dạ. Cảm ơn hai đứa nha. Rồi năm sau anh cưới mà cái gia đình em là cứ hối cưới hoài à. Dù em có nó nặng nhất rồi mới dính. Tự dính luôn. Vợ ơi, lên nhà đựng cái coi, lên trên phòng cưng cái coi nè. Với lại ông dê. Ông dê nữa. Lúc mà em nằm trên người em nói là trời ơi em ơi, em có còn thấy anh đẹp nữa không? Mày xuống đi, mày như con heo vậy á, mày không thích biết nhìn lại mày hả? Xuống. Ổ tráo trở vậy sợ. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cho một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Xin chào
cô Hồng Vân và chú Bây Quốc Thuận. Bây giờ chúng ta thống nhất với nhau là anh với chị thôi. Em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận, chào tất cả khán giả ở đây và khán giả đang xem đài. Em tên là Hồ Quỳnh Nhi, mọi người thường hay gọi em là Muối. Em năm nay 25 tuổi, em là người Mỹ gốc Việt và hiện tại em đang kinh doanh online ạ. Gốc là sinh ra ở Huế nhưng mà theo ba mẹ qua định cư ở nước ngoài từ nhỏ. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào mọi người. Em tên là Tô Trần Di Bảo, tên thường gọi của em là Bi. Em năm nay 26 tuổi. Bi hả? Công việc của em là kinh doanh online giống vợ em luôn. Nhưng mà hai đứa thích chương trình này không? Dạ, rất là thích luôn. Có một điều rất là đặc biệt ở vợ chồng em, đó là Bi là người chuyển giới nam. Và hai vợ chồng em là đã kết hôn rồi và là vợ chồng hợp pháp. Bi là cũng ở nước ngoài luôn? Dạ không, em ở Việt Nam. Em bị dụ về Việt Nam. Hồi đó không có phải là kinh doanh online. Học ở nước ngoài, em học xong y tá rồi. Cái sau mê ông này quá xong về. Mà cơ duyên nào gặp để mà bị dụ? Tụi em quen trên Facebook. Em nhắn tin cho em trước. Hồi đó em mê ông này lắm. Thì ông này có rất là nhiều tài. Ông này rap nè, rồi hát hò trên Facebook rầm rộ lắm. Thì cũng có nhắn tin nói chuyện qua lại. Rồi tới khi mà tháng 2 em có một cái dịp về Việt Nam, thì ông này ông mới rủ em là đi chơi hôm. Thích rồi, thật ra đồng ý liền. Cái lần đầu tiên mà em gặp bạn này ở ngoài, thì lúc đó em có ấn tượng gì bạn này? Lần đầu tiên em gặp vợ em ở ngoài thì vợ em xinh lắm, lúc đó trắng lắm anh. Trắng rồi nhỏ nhắn, rất là xinh. Rồi em bắt đầu em đi chơi, em thấy cái bạn này bạn lạ lạ, bạn rất là vui, rất là tạo niềm vui cho em. Cái em lúc đó em thích quá, em quyết định theo đuổi vợ em luôn. Đuổi luôn. Em là thích thích bạn Bi trước đúng không? Dạ, thích ở đây là mê như kiểu thần tượng, chứ không phải thích là tôi sẽ quen cái người này. Là ngưỡng mộ đó. Dạ. Rồi cái việc mà theo đuổi cô này có dễ dàng không Bi? Khó lắm. Em đi chơi với cái cô này nè, xong em tỏ tình cô này cũng không chịu. Tháng 4 em cũng tỏ tình, cô về cô nói cô đi chơi với em. Cũng có nắm tay như các cặp đôi bình thường vậy, nhưng mà cũng không chịu quen. Cô nói là thôi anh ơi em không quen được, xa lắm. Sao quen được, quen sao có tương lai. Có nghĩa tới lần thứ 3 cũng mới chịu. Dạ không, gần mười mấy lần lận. Mười mấy lần hả? Ông này ông quen ông dám kể đó. Dụ là quen anh đi rồi năm sau anh cưới. Mà cái gia đình em là cứ hối cưới hoài à. Dù em cái đó nặng nhất rồi mới dính. Tự dính luôn. Nghe lời, nghe nói cưới cái mừng á đúng không? Mừng. Mà mấy lần trước khi mà em bị từ chối như vậy á, thì lúc đó em có buồn không? Dạ buồn, tính là thôi, tao không cua mày cho mày biết luôn. Thấy em không nhắn tin là nhắn tin lại. Ê anh ơi, anh đang làm gì đó? Nhưng mà bên gia đình em á, khi mà biết em quen Bi thì là có cái phản ứng gì không? Em trải qua cũng nhiều mối tình rồi, thì thấy cũng mối tình nào cũng đau khổ hết trơn á. Thành ra em có nói với ba mẹ là nếu như mà con quen một người, thì nếu con hạnh phúc thì ba mẹ có vui không? Cuộc đời con sống con chỉ cần một người, mà một người bạn đồng hành với con thôi à. Con không có quan trọng ai hết trơn. Thì ba mẹ em đồng ý, mà không những như vậy, rất 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 chi là thương Bi luôn. Cực kỳ thương. Chắc chắn là Bi là không có qua bển gặp gia đình rồi đúng không? Mẹ về hồi tháng 2 á, thì em cũng rất là thích mẹ vợ. Tại vì mẹ vợ rất là hiền. Lúc mà mẹ qua bển thì em vẫn giữ liên lạc. Tại vì em nghĩ là trời ơi, thích gái người ta mà. Lấy lòng gia đình. Lúc mà cái tháng 2 mà em nói là em về đó, là chưa gì là đã dẫn mẹ em đi mua cho mẹ em một đôi giày. Lấy lòng mẹ, lấy vợ lòng, mà. Lấy lòng. À không, còn mua cho mẹ em một cái lắc nữa. Ủa, tặng lắc nữa hả? Tặng lắc nữa. Anh này không khoái tặng lắc lắm. Chỉ có ba em là hơi kỹ tính thôi, còn mẹ em thì... Là ba vợ. Ba vợ. Tình cảm của các bạn coi như là đến bao lâu thì mới bắt đầu là mặn nồng với nhau? Ngay từ cái giây phút mà em đồng ý em quen, thì bắt đầu khi lúc đó là chồng em có một số khó khăn. Nói chung là công việc rồi cũng nhiều cái, chồng em cũng stress rồi ở có một mình à. Thì em nói với chồng là thôi để cho em gắng em học xong, rồi em về để em phụ anh làm việc. Thì từ cái lúc mà em về, hai vợ chồng ở chung, thì lúc đó tình cảm của tụi em là mặn nồng. Có nghĩa là khi mà ba mẹ em biết Bi chuyển giới như vậy thì là mọi người vẫn ok bình thường đúng không? Mới đầu em giấu mẹ, em hỏi là con phải gái không? Không phải gái, trai, trai mà. Rồi thì nói chuyện chắc mẹ cũng biết mà, thấy con em giấu á nên mẹ cũng mẹ neo theo em luôn. Chỉ có lúc mà em quen được một năm thì vợ em mới nói là giờ cưới chưa? Cưới tại đi vì hứa em quen một năm cưới mà.
Lúc đó em cũng lo lắm, tại vì hai anh rất là khó, ba vợ cũng kỹ tính nữa, chỉ có mẹ là thương thôi. Rồi em nói là mẹ ơi, mẹ hỏi ba giùm con đi, cho cưới không? Thì hai bên gia đình nói chuyện. Hai ba lần em hỏi từ từ mẹ rửa rồi, với mẹ nói với ba mấy bữa nay mẹ bận quá. Một bữa nào cái em nói gì nè, bây giờ mẹ có hỏi cho con không? Mẹ không hỏi thì con bắt cóc con gái mẹ ở đây luôn, con gái mẹ không bao giờ qua bển. Cái mẹ khóc quá trời, mẹ khóc chịu mà cho khóc mà luôn. Sợ khóc ba như thế nào? Nhưng mà còn gia đình của Bảo thì có thương muối không? Em chỉ có mẹ thôi, mà em không có ở chung nhiều với tụi em. Nên tụi em chỉ có ở tức là nhà. Bi ở Sài Gòn một mình thôi. Dạ. Vậy thì mình muốn hỏi luôn nghe, dạ, cái lần đầu tiên đó Bi dụ bả hay là cô ấy dụ Bi? Dạ em dụ. Em ở đâu? Ở nhà? Dạ ở nhà, tại vì hai đứa ít, rất là ít đi chơi. Cái em nói là em ơi, em ngủ hai phòng làm gì, thôi qua anh đây em sợ ma. Cái em kêu đi vô phòng, cái em khóa cửa, cái gắt đó, nói, ủa anh làm gì vậy? Nói, thì ngủ chứ làm gì, thôi em ngủ đi, anh đâu có làm gì em đâu. Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi. Lúc đó sợ sợ nhưng mà cũng kiểu thích thích, tại vì không có không biết sao nữa. Nói chung cái cảm giác nó mông lung mà nó thích lắm vậy. Thì em cứ theo cái cảm xúc của em thôi. Ông này thì tự nhiên em hết hồn. Là ông nói trời ơi ngủ gì con gái góc gì mau ngực đó. Cái ông choàng luôn cái tay, mà ông lấy một tay của ông mở cái nút em cái là em hết hồn rồi. Cái em nhìn ông, em nói trời ơi, anh có xin phép anh mở ngực cho em nha. Thì có xin phép nhưng mà chuồng có mở trong một giây luôn. Em mình hết hồn. Nhiễn quá, thao tác quá nhiễn. Một cái em hết hồn, em nhìn lên cha dụ hết bao nhiêu cô rồi. Đáng lẽ là tụi em sẽ kết hôn ở Việt Nam. Thì ba mẹ nói ba muốn có một cái đám cưới hoàn thiện, hoàn thiện, có trên hợp pháp trên giấy tờ như những cái cặp đôi bình thường khác. Nên ba nói là phải qua Mỹ đám cưới. Bây giờ trong một thời gian ở với nhau như vậy rồi, lấy nhau về vậy rồi, không biết anh ấy có lòi cái tật xấu gì ra không? Tật xấu hả? Tật xấu thì nhiều lắm. Rất là nhiều luôn. Ông cứ đeo em vậy. Vợ ơi, lên nhà đựng cái coi, lên trên phòng cưng cái coi nè. Với lại ông dê. Ông dê nữa. Một năm quen, tới nửa năm sau là một năm rưỡi mới đụng được người ông này. Đó. Thì em đâu có biết làm sao đó. Lần đầu tiên quen cùng giới thì em cũng lên Google tá loại hết trơn luôn. Học sao để em làm y chang vậy đó. Cái hình như em làm tốt quá hay sao á. Cái ông này cũng mê. Sáng sớm mình mới lơ mơ ngủ dậy à, cha tắm rửa sạch sẽ, cái cha nằm, cha mang cái quần xà lỏn thôi, cái cha nằm mà cái tướng nàng tiên cá đó kiểu vậy nè. Cái mình thấy cái mùi gì sai sai rồi. Cái ông nói một miếng thịt rất chi là thơm ngon mà đang chờ em xôi. Rất là tình cảm, nhưng mà thường tình cảm hay gọi nhau là mày tao. Mày thấy ghê quá Bi ơi, tao đói thiệt á, mà tao nhìn mày tao nuốt không nổi, tao mất ói luôn á. Em mà mang áo dây vô phải không? Là ông dê lắm. Ông làm cái kiểu vậy nè. Ông làm cái ghê lắm, kiểu ông làm giống như là thú vậy. Nhưng mà cuối cùng là cái bữa đó là em có xơi cái miếng thịt không? Không. Không xơi heo queo luôn. Nhưng mà Bi là Bi dê thiệt hay là Bi giả bộ giỡn cho chọc muối? Dê thiệt. Dê thiệt. Ra ngoài đường em vẫn rất là giữ thể diện, giống như bà đang cúi xuống cái em lỡ em đụng đít của bà, cái em thấy người ta dòm cái là trời trời. Em giả bộ em cúi xuống một xíu đi. Ê, cái này dơ quá. Nói là em là để ổng héo queo phải không? Hồi trước ông hay chia sẻ với mọi người là vợ em nó hay bỏ đi. Ông để em héo queo 2 tháng trời, ông không nhòm ngó gì em hết trơn á. Cái tự nhiên em nói trời ơi sao ông hết thương tôi rồi, cái giận, cái đòi ly dị, cái bỏ đi. Cái thành ra bây giờ đòi ngược lại. Ý là đòi, dần dật là đòi bằng được. Thì em nói là em quen với cảm giác đó rồi. Nhưng mà nãy giờ kể là thấy khen không á? Không có thấy cái tật nào mà là tật xấu luôn á. Vậy hả? Thực sự luôn, nãy giờ là thấy tật cưng. Chứ bây giờ đàn ông mà dê vợ mình á, đúng không? Là tật đó tật tốt mà. Thường là đàn ông bây giờ làm biến dê vợ mình dê vợ người khác, đúng không? Thôi giờ cho Bi đi, Bi kể tật xấu của muối đi. Tật xấu của vợ em là bề bộn. Bề bộn với hay sai em, với hay nịnh ngọt em. Ví dụ như là lúc mà đi qua bên Thái thì vợ em nói thôi hai vợ chồng mình đi du lịch đi, xả stress đi. Em nói vậy là qua bên bển đi ăn uống đúng không? Nói vợ em qua bển. Qua bển 6 giờ sáng. Ê đi chợ. Đi chợ xách đồ, đi xách đồ cho tao không? Em chứ không có tao. Lúc nịnh là không bao giờ tao mày đâu. Em qua em cũng xách đồ, cái vợ em nói là xách hết. Không, mới rồi em chưa xách hết đâu.
trời anh sao dạo này nhìn anh đẹp quá, anh lực lưỡng quá, cái tướng anh xách đồ nhìn trời đẹp ơi là đẹp luôn. Ông đi tập trời gym, ông đi tập gym. Cái em thích quá anh, cái em xách quá trời luôn, em xách mà từ sáng tới chiều, mà vợ em đâu phải là đi shopping mua mấy cái đồ mà xách hai tay đâu, vợ em đi buôn, em xách muốn chết luôn. Bốn năm chục ký đâu. Ủa nhưng mà là em xách hết luôn hả vị? Em xách xong rồi bắt đầu em đẩy, xong rồi em kéo em làm. Rồi bà có xách gì không? Em đâu có cho bà xách đâu. Lúc mà em nằm trên người em nói là trời ơi em có còn thấy anh đẹp nữa không? Mày xuống rồi mày như con heo vậy á, mày không thích biết nhìn lại mày hả? Xuống. Ủa cháo trở vậy sao? Vậy cái em nói là ủa vậy là hôm bữa tới giờ là mấy ngày trời em dụ anh hả? Ừ chứ làm sao? Mày lại nhìn gian manh cháo trở đó. À, ngồi ở đây có ly nước ở đó, không bao giờ lấy nha, mà em ở tuốt làm sao? Anh ơi lấy ly nước cho em. Đó. Là em bị ám ảnh cái kiểu như em đi tắm mà bả không có kêu, mà em cứ nghe anh ơi hoài. Lúc mà em mở cửa mới bả kêu cái gì, tôi đang tắm mà kêu gì, bị ảo thanh luôn. Bị ảo thanh, thanh. Nói nghe nè, nhưng mà mỗi lần bị sai nhiều vậy có bực bội không? Dạ không, giống như cái điện thoại lúc nào vợ em cũng cầm hết, hay là vợ em đỡ kẹp xuống dưới chân, cái vợ em nói anh ơi anh kiếm giùm em cái điện thoại đi, em kiếm gần nửa tiếng đồng hồ em kiếm ra, a à, em kiếm ra rồi dưới chân em nè đó. Rồi thôi lúc đó em cũng bực lắm đấy, thôi thôi đừng hờn thù anh chút xíu nữa chửi. Em hay nói vậy nha, cái cả cuộc đời phụ nữ của mình á là chỉ có một đời chồng thôi. Anh thấy nhỏ giờ mẹ em, ba mẹ em nuôi em như công chúa đâu đụng gì đâu, mà vợ hả, anh nghĩ đi, người phụ nữ mà có biết bao nhiêu bạn bè mà rốt cuộc người ta hy sinh cả cuộc đời để làm vợ anh thì họ đáng được anh trân trọng. Mà cái người phụ nữ mình mà đẹp mà được chồng chiều á, người ta rất chi là khen ông chồng. Đúng không? Người ta thấy ông chồng này tâm lý quá. Ví dụ đi em đi làm móng tay móng chân làm tóc, chồng ngồi đó cho em nha, người ta nhìn vào người ta không có khen em mà người ta khen cái ông chồng này, trời ơi tốt tính quá à, là anh tuyệt vời đúng không, là anh cộng điểm. Là thí dụ mà vợ có đi ra ở ngoài là anh mở cửa cho vợ, cái đó không phải là sai hoặc là taxi gì hết trơn á, nhưng mà người ta nghĩ là trời ơi cái người chồng này nó xuất sắc ghê luôn đó. Rồi giờ gì em cũng làm hết. Tới đó giờ chắc nói chuyện với không ai giận em được hết đúng không? Tại vì ngọt ngào miệng lưỡi quá trời quá đất người à. Trời ơi. Vậy thì giờ hai bạn có mong muốn thay đổi điều gì không? Vợ em hay nói là phụ nữ lấy chồng để được chồng yêu thương. Thì em sẽ làm hết tất cả những gì mà em có thể làm cho vợ em thôi. Nên em cũng không cần vợ em. Cứ diện nguyên đi, cứ nguyên bản đi đúng không? Còn muốn sao? Chồng em hả? Ví dụ mạnh dạn hơn chẳng hạn. Cái gì mà sợ quá là núp sau lưng em. Vợ ơi, có một đợt đi Thái nhạy cảm thiệt sự, hai vợ chồng chồng em mới nói vậy nè, cái này hơi tế nhị chút xíu, mình mua toy đi, ông cứ xúi giục em mua, cái mình đi mình trốn trong đi cái ở ngoài đó. Người ta chưng ở ngoài mình không có không đi vô mua. Cái đi tuốt ở trong hẻm cái kiếm thì em ngại thì em không dám tới mua, mà kêu em mới nói là mua. Em đi tới mua đi, người ta em muốn chồng em quá trời ngại luôn, rốt cuộc cái thấy quá trời to bự rồi sợ quá hoảng luôn quá, em xanh lè em sợ luôn. Bà giờ bà lựa cái có chút xíu vậy à, bà lớn thế nào cái bà hỏi là ờ cái này bao nhiêu tiền, cái bé đó nói 650 baht, cái bà quay ra mà em đã sợ người ta thấy rồi, bà nói tuốt đâu xa luôn, cái gì mà mắc quá vậy, chạy giá không 650 baht gì có chút xíu vậy mà mắc quá, cái nói trời mua lẻ người ta đi vô kìa, đi vô cái xong rồi mua xong cất vô cặp mua mua dưới luôn anh, ta đi qua hai đứa tổn tiền đi về muốn chết. Rồi mà em cũng dặn chồng vợ em kỹ lắm, em nói thôi em về em lấy cái này là em phải cất, chứ không thôi á thấy mấy đứa nhân viên nó thấy đó, nó nhìn em mà cặp mắt khác, cái rút của hai vợ chồng cất giấu kỹ quá cái mất tiêu luôn. Tới giờ cũng chưa biết cái cảm giác là sao cả, mất bỏ bỏ vô két ra mà. Đó là em muốn chồng em thí dụ như nhiều khi mình mạnh dạn hơn thôi, giờ vậy được rồi gì vậy thôi đúng không? Chỉ cần bây giờ cứ mạnh dạn lên thôi. Ừ, nhân đây á Vân cũng muốn tâm sự một chút xíu với lại các bậc phụ huynh với lại các bạn. Rõ ràng là ở đây cuộc sống của mỗi chúng ta đều có một cái sự lựa chọn riêng, và cha mẹ nào thì cũng chỉ có mong muốn con mình được hạnh phúc. Thì Vân thấy là các bạn có một cái cuộc sống tinh thần nó tuyệt vời, cả chồng cả vợ các bạn rất là vui và các bạn cực kỳ hạnh phúc luôn trong cái cuộc sống của mình. Thì thành ra là những cái bậc phụ huynh thì chúng ta nên cởi mở, nên mở lòng, con của chúng ta miễn là nó hạnh phúc là mình đúng phải vậy. Hỗ trợ và mình gọi là mình tìm mọi cách để vun vén vào đó. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn rất cảm nhiều cảm ơn hai đứa nghe. Cảm
đúng rồi, tức là sau khi mà nói chuyện với ảnh vài lần thì thấy anh này ảnh thật sự không có phải là cái người mà kỳ cục như vậy. Ảnh cũng rất là ga lăng, rất là dễ thương, hài hước nữa. Ảnh á là ảnh ngủ anh rất, anh rất là hay chảy ke ướt đẫm cái gối luôn. Xong anh sẽ lấy cái chỗ ướt đẫm đó ảnh để lên trên mặt mình. Ôi là mình thức giấc là như vậy. Giống như là mặc đồ đẹp đi chơi về lên thay đồ hỏi han rồi mới ra tưới cây. Mặc cái đồ đẹp thì không chịu tưới đâu. Có vậy bữa nào á tao mua những cái bộ đồ ở nhà cho vợ mặc cho nó kính cổng cao tường đi. Dạ không chịu chú, con đi hội chợ con chỉ mấy bộ đồ bộ đẹp quá trời đẹp luôn không chịu. Mấy đồ bộ mà giống mẹ không mặc á. Đòi mua cho con mặc. Mấy cái bộ đồ. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện thứ hai của cặp vợ chồng ngay sau đây. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng số 2. Em có thể cởi cái cúc áo ra để cho có thể ngồi tự nhiên. Ấy à, cái nút ở dưới, nút dưới đó. Phản xạ đó tự nhiên, cởi nút là coi như cởi áo đó. Dạ, ừ. Mời hai em giới thiệu về mình. Con xin chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân. Con tên là Lê Duy, con đang làm nhân viên văn phòng. Năm nay con được 30 tuổi và con kết hôn được 2 năm rồi. Con xin chào cô Hồng Vân và chào chú Quốc Thuận. Con tên là Ngô Hoàng Nhật Anh, năm nay con 27 tuổi. Con thì đang kinh doanh về lĩnh vực spa và thẩm mỹ. Hai con lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào và có ấn tượng gì về nhau? Ngày xưa thì tụi con làm chung khách sạn với nhau, làm bên cạnh nhà khách sạn. Con là vào sau thì vợ con là làm trước. Trong đó trong khách sạn là có bạn của con nữa. À. Bạn con là cũng là bạn của vợ con luôn. Ừ. Dạ. Cái ngày đầu tiên con đi làm á, cái trong cái bữa cơm á, vợ của con đi chung với bạn con xuống ăn cơm thì con mới nhìn, con mới thấy cái người này là lạ, nhìn thấy cũng cá tính, tóc ngắn nữa, người cũng mỏng mỉm. Có da có thịt. Dạ đúng rồi, cái đó cũng là gu của con rất là thích. Nên là con cứ nhìn con cũng không có xác định là thích hay là yêu gì lúc đó hết á. Xong rồi cô này mới nói sao cái bạn của chị ấy nhìn em hoài, em ghét quá. Tức là cổ nói là cái ông này cũng ông nhìn tôi hoài vậy. Dạ đúng rồi, kiểu như là soi mói tôi hoài. Tức là con không có ấn tượng tốt lắm về Lê Duy. Dạ thật sự là không thích luôn chứ không phải không tốt à. Cái anh này anh rất là kỳ cục, tại vì trong giờ cơm mình ăn á, ảnh cứ nhìn mình hoài mà ảnh nhìn mình thật sự mình không biết là ảnh thích ảnh nhìn hay là ảnh soi mói ảnh nhìn, mình không biết mà nhìn chăm chăm mà nhìn hoài luôn cô chú. Nhưng mà ăn không được luôn. Dạ đúng rồi, nhìn mà mình cảm thấy mình rất là ngại luôn. Đúng rồi, miệng luôn gì đó. Nhìn mà ví dụ mà ai nhìn mình á, mình nhìn lại người ta sẽ né cánh mắt không? Ông này ông vẫn nhìn luôn. Nhìn mà gọi là nhìn thò lỏ đó. Đấy, đúng không? Con đúng gu của bạn mà. Dạ. Thành ra là coi như là thuận mắt vừa mắt là cứ nhìn ăn cơm dạ. Đó ngon. Ê, nhưng mà lúc đó là con đã có người yêu chưa? Dạ lúc đó con đang có bạn trai. Với lại anh này lúc đó anh ốm lắm. Thì cái gu của con không phải là ảnh. Cái gu con là phải cao to bạn vỏ con thích như vậy á. Mà anh này anh vừa ốm mà anh còn vừa nhìn mình nữa. Đâm ra mình không thích ảnh luôn. Sau bao lâu thì hai đứa để ý nhau? Sau cái bữa đó thì hai đứa có làm việc chung với nhau rồi làm quen với nhau. Có một hôm thì vợ con có việc bận ở gần nhà con, cái con mới gợi ý vợ con là để ngày mai anh chở em đi làm, tại vì làm chung khách sạn. Đồng ý không? Dạ từ chối. Dạ từ chối. Nhưng mà con có biết là vợ con lúc đó là có bạn trai không? Dạ biết, kiểu như là mình ga lăng mình giúp đỡ thôi à, chứ mình cũng không phải là mình chở để mình cua hay gì hết á. Mình con chưa có không có ý định gì hết á. Thôi đừng dối lòng, có âm thầm có thương thầm ta thì mới chịu vậy chứ ở đâu ra rảnh đâu mà chở giùm rồi xong còn phải năn nỉ ha con ha. Con cứ nghĩ là chơi chung nhóm với nhau thôi. Anh muốn làm bạn, tại vì làm bạn. Vợ con cũng lúc cũng khó gần nên là con muốn kết bạn. Nhưng mà cuối cùng là con từ chối không có leo lên xe đi. Dạ cuối cùng thì cũng đồng ý. Cũng đồng ý. Thì sáng hôm đó là con dậy sớm con đến chở thì vợ con cảm ơn quá trời luôn, rất là bất ngờ, kiểu như là anh em có nghĩ là tốt, con tốt quá. Sau cái hôm đó là con có cái sự thay đổi dạ, tình cảm với bạn này gì đúng không? Dạ đúng rồi, tức là sau khi mà nói chuyện với ảnh vài lần thì thấy anh này ảnh thật sự không có phải là cái người mà kỳ cục như vậy. Ảnh cũng rất là ga lăng, rất là dễ thương, hài hước nữa. Rồi đến khi nào con chia tay với bồ con? Dạ cái lúc đó là con trục trặc tình cảm với lại bạn trai, xong rồi con mới chia tay với lại bạn trai con. Thì sau đó khoảng tầm 3 tháng là hai tụi con mới chính thức quen nhau. Thì trong 3 tháng đó là hai đứa tìm hiểu nhau. Lúc đó ảnh có nói với con là ảnh thương, ảnh thích con. Nhưng mà ảnh không có nói ra, ảnh chỉ âm thầm làm bạn thôi. Từ lúc mà con chia tay bạn trai thì ảnh bắt đầu mới tấn công. Tức là sau cái thời điểm mà chở giùm một bữa đó thì bao lâu thì con chia tay bạn trai? Khoảng một tháng sau là con chia tay bạn như trai. Vậy là lâu dữ à, lâu. Tức là một tháng sau bạn này mới có cơ hội được gọi là thả thính. Dạ đúng rồi. Quá lâu. Lâu luôn á. Vậy là mình thừa thắng xông lên. Có lẽ là con là người chủ động để nhưng tỏ mà tình sau đó ấy. Phải có cơ hội mới tỏ tình được chứ. Trong cái thời gian mà 3 tháng tìm hiểu nhau rồi đưa đi làm, qua chợ đi chơi rồi kiểu như là vợ con cũng thích mình rồi đó, cứ hỏi con là sao anh chưa tỏ tình em nữa, sao anh chưa tỏ tình em nữa, sao lâu quá vậy, cứ bắt em đợi hoài. Nó không có chịu quen. Ủa nhưng mà là ổng không có nói gì hết trơn hả Nhật Anh? Ổng cũng thấy thính vậy lắm, ổng cứ anh nghĩ là anh không có cơ hội luôn rồi.
giống như em là người duy nhất vậy đó, cứ nói vậy không à, không chịu tỏ tình thì con là đâu có chịu quen đâu, phải tỏ tình rõ ràng đâu ra đó thì mình bắt đầu mình chính thức mình quen nhau. Và con không có gợi ý mà con nói thẳng luôn. Dạ đúng rồi không? Thì con nói ủa sao lâu vậy, anh không chịu tỏ tình với em gì hết, em đợi lâu lắm rồi nha. Và con tỏ tình ở đâu? Ở Phan Thiết La Ghi. Đi chơi riêng. Dạ đúng rồi, bãi biển luôn. Dạ đúng rồi. Có lý do gì mà ra Phan Thiết, tại sao không đi Vũng Tàu cho nó gần gũi? Dạ. Mà ra tới Phan Thiết dữ vậy? Tại vì hai đứa hẹn đi chơi với nhau rồi, con sẵn dịp con tính trong đầu là sẵn ra đó tỏ tình luôn. Tức đúng là không? Đi ra Phan Thiết chơi rồi sẵn tỏ tình luôn đúng, dạ, đúng không? Rồi. Ra Phan Thiết là tại vì tụi con chọn một cái homestay nó rất là vắng vẻ, tức là đi theo cái dạng nghỉ dưỡng á, cái chỗ đó nó cũng không có wifi, không có gì hết. Rồi tỏ tình bên bãi biển? Dạ không, tỏ tình lúc vợ con đang ngủ. Là con không biết gì hết trơn luôn á anh. Mà ngủ mà ngủ riêng hay là sao? Ngủ chung phòng. Bữa đó là buổi sáng thì đi chơi, chở vợ đi chơi cả ngày luôn, đi ngang cái chợ, lúc đó là vắng lắm chú, thì con chở vợ con địa địa xem có bán hoa hay bán gì không, thì tối mình âm mưu mình tỏ tình, cái con địa địa thấy có một tiệm bánh kem, rồi đi chơi cả ngày, xong chiều về, con cứ hỏi vợ về lẹ lẹ em ơi, về lẹ lẹ, vợ con cứ hỏi chưa mà em chụp hình chưa xong mà cứ về sớm vậy, chưa đã, dạ đúng rồi, mà 6 giờ chiều rồi, tại vì ở ngoài đó thì 6 chiều là đã bắt đầu sụp tối rồi chú. Biển dạ, nó sụp tối nhanh dạ, lắm. Dạ đúng rồi, sợ tiệm bánh đóng cửa. Đóng cửa. Dạ đúng rồi. Về con thấy người ta đang dọn dẹp rồi, chạy về cũng nửa tiếng đồng hồ mới về tới chỗ homestay để ở. Con chở vợ về xong cái nói thôi em vô tắm rửa ngủ đi, anh đi ra đây anh sửa xe anh mua đồ xíu. Đó. Rồi cuối cùng ra tiệm có đóng cửa không? Dạ không. Con chạy ra con chạy vào, con mua cái đặt cái lấy cái bánh kem liền. Rồi tiếp tục. Cái con kêu người ta viết chữ lên. Viết cái gì? Viết chữ con quên mất chữ. Anh yêu em. Ghi tên của con xong rồi ở dưới là ghi anh yêu em. Con quên cái chữ là tại vì con gây lộn với lại cái người bán. Trời ơi, gây cấn quá vậy. Bánh kem này em tỏ tình mà sao chị biết cái chữ xấu quá vậy? Chị biết cái tên vợ em mà em nhìn không ra luôn. Trời ơi, chị ơi, chị làm để chết em rồi. Cái xong cái người ta cũng quýu á, run á, cái ta bôi. Ở trời ơi, lấy cái đồ tao quẹt quá. Dạ đúng rồi. Lỡ tay quậy cái bánh kem. Dạ đúng rồi. Trời ơi, có đó thôi, chị viết lại giùm em rồi em đem về. Cuối cùng cái bánh kem là nó cũng có chữ. Dạ đúng rồi, nhưng mà rất là xấu. Về tới cái phòng thì là cô ấy đang ngủ rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Con gửi ngoài tủ lạnh ở ngoài rồi con vào tắm rửa xong rồi, con mới ra lấy bánh kem ra, cái con vào con kêu vợ con dậy. Con rất là bất ngờ luôn, tại vì mình đang ngủ say cái mình giận ổng á, tại vì ổng nói anh đi công chuyện chút mà mình không biết ổng đi đâu, cái mình giận mình kệ mình đi ngủ. Cái lúc mà ổng gọi dậy thấy cái bánh kem, đưa cái bánh kem ngay trước mặt luôn. Kiểu mình hết hồn mà mình bất ngờ, kiểu như là mắt chữ A mà mồm chữ O á. Anh mới tỏ tình thì anh mới nói cái câu là xin lỗi vì đã để em đợi lâu, làm bạn gái anh nhé. Anh yêu em, con vui quá luôn, con đồng ý luôn. Con còn một cái món quà trong cái ba lô con chuẩn bị sẵn là một chai nước hoa nhỏ. Trong cái lúc làm việc trong công ty á thì vợ con cứ nói là thích cái chai nước hoa đó, cứ nói vu vơ vậy thôi. Con nghe được, con tìm con mua tặng cái nước hoa mình thích luôn. Yeah. Sau khoảng 3 tháng thì hai đứa chính thức yêu nhau. Dạ. Yeah. Trong quá trình yêu nhau thì có cái chuyện gì vui không? Dạ có một lần, cái này là kỷ niệm mà con quyết định chọn ảnh làm chồng luôn á. Có nghĩa là hôm đó ảnh chở con đi dạo chơi, đi ngang qua ngã tư Bảy Hiền, bên tay phải là nó có một cái shop thời trang, nó một con mannequin nó bận cái áo rất là dễ thương. Thì con đi nghe con nói là cái áo này dễ thương quá à anh. Tức là mình vu vơ thôi chứ không có ý gì trơn, tính con thì vô tư. Chỉ cho anh xem mà ảnh thì ảnh đang lái xe như vậy nè. Thì anh xem vậy mà cái xe thì quẹo qua bên đây, tức là cũng không có xem được nhiều. Hơn một tháng sau là đến sinh nhật của con, ảnh tặng cho con bánh kem với lại ảnh tặng cái áo đó. Mà lúc mà ảnh tặng cái áo đó là con không nhớ nữa, con cũng ngờ ngợ, con thấy ủa sao cái áo này quen quá. Thì ảnh mới kể lại là ảnh đi vào trong cái shop thời trang á, ảnh tìm cái áo đó mà bản thân ảnh cũng không hề nhớ cái mẫu áo đó nó như thế nào. Cô chú biết á là shop thời trang á là một tháng là người ta bỏ mẫu hết rồi, người ta cất hết trơn rồi. Ảnh tìm tung cái shop thời trang luôn mà mặc dù mẫu thì không nhớ nha, bắt người nhân viên đi tìm cho bằng được cái áo đó, cuối cùng về tặng con. Là đúng thật cái áo đó là con thích luôn á. Xúc động đúng không? Dạ đúng rồi. Ý là anh này ảnh rất là tinh tế và sâu sắc luôn. Mặc dù là mình chỉ nói bâng quơ thôi nhưng mà ảnh để tâm và ảnh sẽ làm cái điều đó cho mình á, nên con quyết định là con sẽ cho ảnh làm chồng. Tới bây giờ ảnh vẫn như vậy luôn á. Ví dụ như nằm thấy vợ lướt coi hàng hóa này kia hay là mỹ phẩm hay nước hoa này kia, son phấn của con là ảnh cũng mua luôn. Ví dụ như thấy vợ mua cây son đó, cái màu đó đúng không, thì ảnh sẽ lựa cái màu nó tương tự như vậy, ảnh tự mua ảnh tự tặng luôn. Rồi, chúc mừng các con. Giống như Tuấn Anh dễ sợ luôn, riết mà cô không dám ước luôn á. Chị cứ ngồi chị bưng quơ chị nói là y như rằng mai hoặc mốt, chậm nhất là ngày mốt là có luôn. Thấy không, đó là những người đàn ông thiệt. Dạ đúng rồi, y chang vậy luôn á. Ngày nọ đó bà Hồng Vân bà ước, trời ơi nhìn với con heo mà con heo uổng ỉn á, dễ thương quá anh ơi. Trời ơi nhìn cái hình uổng ỉn nó đi một đàn vậy đó. Một tuần lễ sau chị có nguyên một con heo rừng nhỏ đó em nuôi. Mà cái nhà của mình thì nó đâu phải có vườn tược đâu, nó là nhà ống thôi mà. Trời ơi nuôi xong con có biết không, đến khi nó lớn phải thảy nó đi chỗ khác á, mà một tháng sau chưa hết mùi thúi đó. Không dám ướt, sau vụ con heo là không dám ướt luôn á. Nãy giờ kể quá nhiều như vậy, chắc có lẽ là người đàn ông này từ khi mà trở thành chồng của mình đâu có những cái tật xấu gì đâu đúng không?
có chứ. Đó. Có rất nhiều. Nhìn bề ngoài á là khôi ngô tuấn tú lịch lãm vậy, chứ thực ra lúc mà cưới nhau về có rất là nhiều tật xấu phát sinh. Ví dụ như bây giờ hiện tại có hai cái tật xấu lớn nhất mà mình cảm thấy mình quan ngại nhất luôn, là thứ nhất là ảnh xì hơi mọi lúc mọi nơi. Những người đó là những người rất tốt bụng. Dạ. Tại vì cái đường ruột cũng tốt lắm. Dạ, mà xì hơi có tiếng á. Cái đó là tốt lắm á. Không? Ừ. Ngày nào cũng rất là nhiều, tần suất rất là nhiều. Mình thì mình ngại á, cho nên cái mình mỗi lần mình nghe tí tiếng xì hơi là mình sẽ tự động mình nín thở. Cho đến khi nào mà mình cảm giác an toàn là mình cảm thấy à chắc là không có mùi nữa thì mình sẽ thở. Nhưng mà thật chất ra là anh này ảnh xì hơi không có mùi. Nhưng mà cái đó không có xếp vào tật xấu, cái đó là trời cho cái nhuận trường đó. Ai cũng nói trời cho. Nhưng mà Duy ơi, cũng phải kỹ lưỡng chút xíu. Ảnh cố tình làm dạ, như vậy mà luôn. Con, tại vì vợ con thấy vợ con ghét đó, nên con cố tình. Đó, đúng chút rồi. Con vợ. Những lúc vợ con ngủ là con quay thẳng vô người vợ con luôn. Có khi nào mà đang ngủ cái đầu cái là nghe một cái âm thanh kỳ diệu xong giật mình thức giấc không? Dạ, đang ngủ thì không nghe cái đó, nhưng mà đang ngủ thì nó có cái khác. Ảnh á là ảnh ngủ anh rất là hay chảy ke ướt đẫm cái gối luôn. Xong ảnh sẽ lấy cái chỗ ướt đẫm đó ảnh để lên trên mặt mình. Ôi là mình thức giấc là như vậy. Xì hơi á là không có phải là xếp vào tật xấu, nhưng mà cái mà quay cái xì hơi đó vô người là tật xấu, là tật xấu. Đúng rồi, dạ, cố tình cho vợ thêm cái vụ mà chảy ke nữa rồi úp cái gối vô mặt vợ. Dạ, nữa thường xuyên luôn. Cái đó là chủ động rồi, cái đó gọi là tật xấu. Dạ. Nhưng mà mỗi lần vậy vui không? Dạ vui chú. Vợ mỗi lần vậy vợ chửi khoái lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Hai vợ chồng là nhây với nhau lắm chú. Vợ con mà ghét cái gì là con hay làm ngược lại lắm, rất là ghét đổ rác. Đi chơi là con chở ngang qua cái bô rác, cái chỗ mà đứng lại người ta hay đổ rác, hoặc là chạy ngang mà mấy cái xe rác mà ngoài đường, xe lớn lớn của thành phố á chú, là con đứng lại con bấm điện thoại. Sao mà cái tật xấu con biến thái quá vậy? Đó, biến thái lắm. Dạ, nhà là cái nhiệm vụ của ảnh là sẽ đổ rác, thì mỗi lần mà ảnh xách cái thùng rác đi đổ rác là ảnh sẽ xách đi ngang qua người mà ảnh xách ngay cái mặt mình vậy nè. Trời ơi. Ảnh đi vậy nè đó. Ở dơ vậy không? À, ảnh thì cũng không có được liệt vào ở dơ đâu, ảnh cũng gọn gàng kỹ tính lắm. Có điều thì ảnh ít tắm thôi à. Một ngày tắm mấy lần? À, đôi khi hai ngày tắm một lần. Mà người có hôi không? Dạ không, hôi rất. À vậy thì cũng sao? Dạ. Như vậy mùa lạnh này chắc một 3 ngày còn tắm một lần đúng không Duy? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ tới con đó Duy. Vợ con có những tật xấu gì? Vợ con thì xấu ăn lắm chú. Bình thường á nhây với con hoài. Lúc mà đói bụng hay gì đó con nhây lại thì bắt đầu là cọc với con. Xấu tính đói, mỗi lần mà tới giờ ăn mà không được ăn là tay run hết trơn đúng không? Dạ. Rồi xấu ngủ. Vợ con lên thường là lên lầu trước thì con ở dưới là con dọn dẹp xong con mới lên. Thì lên là thấy nằm hết giường luôn. Mền á thì muốn hết đi ngủ luôn. Tối á con canh vợ con lạnh con quay thẳng quạt vào vợ con, mà mở máy lạnh là chĩa thẳng vào vợ con luôn. Xong con lấy cái mền á con dành con đắp cho vợ con lạnh. Biến thái. Thêm một lại xấu rồi. Đúng rồi. Cái kiểu như là con, cái kiểu như là con trả thù á chú. Dạ đúng, đúng rồi. Mà ngủ thì lúc nào cũng gác con đó. Mà sáng con nói thì là cãi lại, nên là con hay chụp hình lại lắm, nằm lớn giường này chụp hình, lấy mền này chụp hình. Nhưng mà con có đưa cho bà coi không? Dạ có. Coi rồi con cãi không? Dạ không, là lúc đó chỉ biết cười thôi. Cắm hồng luôn. Dạ đúng, đúng rồi. Không? Rồi còn tật xấu gì nữa nè Duy? Ở nhà là hay mặc đồ hở hang ra ngoài tưới cây. Con nói em làm gì mặc đồ hở hang quá à, để người ta nhìn. Cái bà nói đâu có ai đâu, đâu có ai đâu, lúc nào cũng vậy. Xong cái con ra con đứng con canh, con canh mà có người đi nghe là con nói nè nè có người nè. Giống như là mặc đồ đẹp đi chơi về lên thay đồ hở hang rồi mới ra tưới cây. Mặc cái đồ đẹp thì không chịu tưới đâu. Có vậy bữa nào quá tao mua những cái bộ đồ ở nhà cho vợ mặc cho nó kín cổng cao tường đi. Dạ không chịu chú, con đi hội chợ con chỉ mấy bộ đồ bộ đẹp quá trời đẹp cũng không chịu. Mấy đồ bộ mà giống mẹ không mặc đòi mua cho con mặc mấy cái bộ đồ mà tay dài quần dài. Nhưng mà con đâu mặc đồ hở hang gì đâu, con mặc đồ của ổng mà ở nhà con lấy đồ của ổng mặc không à. Mà áo bà lỗ được hả? Dạ đúng á. Mặc áo đông rộng đi mua đồ cặp với nhau, hai đứa mỗi đứa một cái áo về lấy áo con mặc. Áo của mình thì cất mặc đi chơi, còn áo con lấy áo con mặc ở nhà. Và cuối cùng là đồ con cũ mặc đồ của mới. Dạ đúng rồi. Tính toán quá, tính toán cho mang bận. Rồi con tật xấu gì nữa không? Cái tật đó là thực ra là dễ thương đó. Hai đứa đều có những cái mà tật xấu biến thái á. Ủa hai đứa có em bé chưa? Dạ chưa à. Chưa mới giỡn hết với nhau kiểu đó được. Dạ. Thôi tranh thủ cứ giận hết đi. Dạ, cho đã đi. Dạ. Để khi có em bé mình tập trung mình lo cho em bé. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Con cũng không mong muốn thay đổi gì lớn lao hết. Tại vì vợ con là có cái tính là làm việc nhà hay là công việc gì đó thì làm rất là chăm chỉ, siêng năng, làm nhanh lắm, cái gì cũng làm nhanh đó. Nấu cơm mà chừng có 15 phút nửa tiếng là đã xong một bữa cơm rồi, đầy đủ món luôn. Rồi bày bừa ra, bày chén rồi rất là nhiều. Con nhìn thấy con quải luôn, bể chén rồi lum lá đó chú. Làm nhanh lắm. Nhưng mà hay đổ vỡ. Dạ đúng rồi, con muốn vợ con kiểu như cẩn thận lại. Chậm luôn. Mà chắc đúng không? Dạ đúng. Bây rồi giờ nó là em ơi chậm mà chắc, cái mong muốn đó cũng không? Dạ, dạ, được hiểu, dạ được. Con đi làm, vợ con ở nhà làm.
ngày nào cũng đi làm là cũng chụp hình cho con coi, tay thì đứt tay, chảy đó, máu rồi đá chân thì đá vô cái đó, mạnh bạo đó. Dạ đúng rồi, cái tường nhà cô là dù có cái lối đi mà đi đá vô cái tường thức móng chân. Đấy, rồi mạnh bạo, mạnh bạo. Nấu nấu cơm thì đứt tay, phải tập nhẹ nhàng xay đậm đi. Hậu đậu, hậu đậu, hậu đậu, hậu đậu. Hậu đậu. Nhưng mà làm rất là giỏi, là nấu ăn rất là ngon. Rồi cố gắng. Dạ. Con mong muốn Lê Di thay đổi điều gì? Dạ thực ra là cái điều con mong muốn nó cũng nhỏ nhỏ xíu thôi, là buổi tối á, lúc mà hai vợ chồng chuẩn bị ngủ á, thì con thường hay ngủ trước. Ảnh thì ảnh hay ngủ trễ, thì những cái lúc mà ảnh chưa ngủ, ảnh xem điện thoại, ảnh coi livestream hay là ảnh coi đá banh hay là phim thì kia, ảnh mở nhỏ volume xíu, ảnh mở rất là lớn. Ví dụ như coi đá banh á, nhiều khi đêm á, đá banh 2-3 giờ mà vô cái ảnh mừng quá, ảnh vô cái bắt đầu cái mình giật bắn người lên đó. Là mong muốn ảnh thay đổi cái đó thôi. Nếu mà con đồng ý thì mốt coi đá banh đồ đó kêu Duy ra phòng khách coi. Coi nằm kế vợ coi gì á cô. Thì đó, thì bây giờ là phải có nghĩa là muốn cái này thì phải hy sinh cái kia. Dạ đúng rồi. Phải thỏa thuận với nhau. Dạ đúng thỏa rồi thuận đó. Chứ vừa muốn nằm kế vợ mà vừa muốn hả có tay. Sớm muộn gì con cũng phải làm điều đó thôi. Con biết tại sao mai mốt mà có em bé đó thì làm sao mà con có thể tồn tại được ở trong cái phòng đó. Đúng không? Con mà vô một cái ra là nó thích đó, là khóc. Nó con thích khỏi mà con nó luôn. Khóc là trời đó cô ơi, con nít mà nó thói quen khóc đêm là chết luôn. Nghe. Dạ. Mỗi người sẽ có thể thay đổi để cho người kia sẽ hài lòng nha. Dạ. Rồi cảm ơn hai đứa nha. Dạ. Hai cảm đứa hạnh phúc nha. Dạ. Dạ. Okay. Cũng rất là kiểu buồn bực và bị stress đồ này kia thì con tự nhiên con thấy vậy là tự nhiên có một cái gì ở trong lòng thì con xài vô lòng ôm cái dính luôn từ đó. Dính luôn. Thì cũng chia tay rồi làm lành rồi cũng hoài hoài vậy. Drama lắm cô. Bạn bè thân cũng hay nói là gia đình cục xúc. Dạ gia đình cục xúc. Trời ơi, vợ vứt cái đầm ngủ đi, cái đầm nó ngày nào cũng thấy mang á, chán quá rồi đổi cái đầm khác rồi vứt đi. Mang tiếng chủ số thời trang là làm hình ảnh rất là nhiều nhưng mà ở nhà mang đồ lề xề lắm. Mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ nhất. Mời hai em giới thiệu về mình. Con chào chú Thuận và cô Hồng Vân. Con tên là Lê Đào Thị Giang, năm nay 28 tuổi. Hiện tại thì đang làm kinh doanh thời trang. Dạ, cùng con tên là Võ Tiến Hưng, năm nay 31 tuổi. Cũng là đầu tư và kinh doanh cùng vợ thôi. Hai đứa sao mà gặp nhau? Con với ảnh gặp nhau á là lúc 7 năm về trước rồi thì gặp nhau quán pub. Dạ, ấn tượng đầu tiên là đi chung với lại thêm một anh bạn thân nữa, rất là giống BD luôn con. Rất là giống BD luôn. Hai đứa tại vì mang đồ body, mang đồ body rồi cơ thể hồi xưa ảnh là rất là vạm vỡ. Thôi rồi vậy hả? Đô con mà ngồi mà rất là kiểu gồng lên á. Xin cho hỏi là đi có hai thằng đàn ông thôi hay là có gái đi chung? Hai thằng đàn ông duy nhất thôi. Mà bạn của Duy là ấy đúng không? À, không, giờ hôm bữa là mới thất tình xong thì rủ thằng bạn thân đi ra ngồi uống vài chai bia cho đỡ buồn thôi. Vô tình gặp bạn này luôn. Bạn con thì sát bàn ảnh thì hai bạn cứ chơi vậy rồi đến khi mà khúc cuối thì xỉn rồi thì bạn con mới nghĩ là hai người BD. Thì cứ kêu hai người này qua chơi luôn đi. Thì cái con xỉn say xỉn, anh như qua bên này chơi với em đó, kiểu vậy. Là qua chơi mà trong tâm thế là con rất là thoải mái thôi. Qua hôm sau thì thấy phát hiện là con có Facebook của cái anh bạn kia. Nhưng mà mấy ngày sau á thì mới phát hiện là anh này ảnh phát hiện ra mình, xong ảnh vào ảnh nhắn tin. Ảnh say hi là người hôm bữa gặp, thì con mới biết đó là người hôm bữa chứ không thôi là con cũng không có ấn tượng gì luôn. Còn con thì sao? Con ấn tượng gì về cô gái này không? Tại vì thấy cũng tính cách nó cũng hoạt động năng lượng lắm, cái xong mình cũng kiểu thấy cũng thú vị cái sau. Cái mày nhảy nhót vậy lắm đúng không? Dạ, không phải nhảy nhót như cái miệng á, cái miệng nói dữ á. Sau một bẵng thêm một thời gian thì có vài người bạn từ ở nước ngoài về, cái sau mình rủ đi chơi chung để giới thiệu, thì tính là giới thiệu bạn này cho một cái bạn khác mà cuối cùng á dớt luôn. Mình dớt luôn. Sao vậy? Tự nhiên tới giới thiệu xong thấy uổng, thấy uổng cái xong nghĩ lại cái sao giới dớt lại. Ban đầu ảnh là ảnh giới thiệu cái người bạn người Úc đó cho con. Bạn đó là người Úc hả? Dạ, bạn đó là người nước ngoài luôn cho con. Tại bạn đó, bạn thân của ảnh ở bên Úc á.
Thì khi mà đi chơi thì kiểu đang trong tình trạng là cáp nhau mà. Thì đầu tiên á, thì khi mà đứng chụp hình đồ này kia trong ba, thì mình đứng kế anh tay, rồi mình kiểu mình dịnh tay bình thường thôi chứ không có gì hết. Xong rồi tới cuối buổi cái ngồi xỉn, cái ngồi nói chuyện vô, cái tự nhiên dính anh này, là cái đầu buổi là anh kia mà cái cuối buổi là anh này. Cái xong rồi về hai anh này cũng khá là căng thẳng. Thì anh tay kêu là tại sao mày lại giới thiệu cho tao, rồi bây giờ mày lại làm như vậy với tao. Càng nhưng mà anh này lúc đó là anh cũng xác định là mình phải kiểu theo đuổi và mình phải nói chuyện rõ ràng ngay từ đầu. Tại vì thật ra giữa con với là anh tay nó cũng chưa có cái gì đi quá xa hay gì hết. Trong những cái giai đoạn mà kiểu vui vui tìm hiểu ban đầu thôi. Xong mà cũng kiểu khá là gây cứng với lại cái anh tay kia, kêu ra ngoài nói chuyện. Xong rồi chừng sau là sẽ quyết định là sẽ chọn con. Con cũng ngã hẳn về bạn này rồi. Con cũng lúc đầu bị 50-50 con. Nói dù là cũng mến bạn ghê đúng không? Con nữa đó. Bao lâu thì con mới quyết định là 100% về bạn này? Sau khi mà ảnh nói chuyện rõ ràng với lại anh tay á, thì kiểu đi ra ngoài cũng rất là kiểu buồn bực và bị stress rồi này kia. Thì con tự nhiên con thấy vậy là tự nhiên có một cái gì ở trong lòng, thì con xà vô lòng ôm cái dính luôn từ đó. Dính luôn. Dính vậy chắc cũng nhanh lắm đúng không con? Dạ cũng 2 tuần. Trời ơi, nó chưa tới nửa tháng luôn á chị. Nhưng mà trong trường hợp là 2 tuần là lâu á. Tại vì trước lâu đó là 2-3 tuần rồi mới chịu đi chơi. Có một quá trình rồi đúng không? Dạ. Dạ. Rồi các con có sống chung với nhau trước hôn nhân không? Dạ có. Dạ có. Nay đã có nước giặt xả tròn 2-1 mới, lưu hương 7 ngày với 3 loại tinh dầu tự nhiên. Cái cục mốc nào, cái lý do nào mà tụi con quyết định là sống thử? Khi mà quen nhau khoảng được, con không nhớ chính xác, nhưng mà khoảng được 2-3 tuần. Thì ngày đó vẫn đi chơi về bình thường. Thì ảnh lúc đó là ảnh ở bên quận 8 với con bên Phú Nhuận á. Thì có đưa con về, nhưng mà đi chơi cũng trễ rồi, cũng mệt. Ngày hôm đó không hiểu tại sao rất là mệt. Và con FaceTime nói chuyện nhắn tin xong thì cũng 2 giờ mấy. Chợp mắt ngủ một cái là bị bóng đè. Mà bà mập đè, rất mập đè luôn. Mà lần đầu tiên con bị đè cho nên là con rất là sợ, mình không thở được, rồi mình tay chân mình cứng đờ, kiểu rất là sợ cô. Xong rồi con gọi điện thoại cho ảnh mà con khóc, mà cái này là khóc thiệt á. Khóc vì sợ thiệt chứ không phải là bánh bèo mít ướt, tại con phải tiếp bánh bèo. Mà không thể nào con ngủ lại được nữa. Thì ảnh mới kêu là để vậy thôi anh qua anh đón em. Rồi từ quận 8 cái phi xe máy, lúc đó phi xe máy qua tới Phú Nhuận rước về, xong cái dính luôn từ đó. Từ đó là sống thử luôn rồi đó. Dạ. Không, cái lúc đó là chưa đó hả? Dạ, về bệnh về nhà con. Dạ, ngủ tạm vài hôm, cái về nhà lấy vài ba bộ đồ, cái qua ngủ tạm vài hôm. Cái vậy đó cô, cứ 1 tháng là full cái tủ đồ. Mà kể từ đó là con đâu còn bị bóng đè nữa đúng không? Dạ đúng rồi, đè lần duy nhất thôi và mãi mãi. Khi mà hai đứa sống thử với nhau á, là lúc đó có nảy sinh mâu thuẫn nhiều cũng không con? Tại vì chia tay trên dưới 8 cũng rồi. Nhiều tại vì từ nhỏ con ở nước ngoài, xong rồi cái lối sống với lối suy nghĩ nhiều lúc hai bên cũng khác nhau á, cho nên cũng có mâu thuẫn với nhau trong cái vấn đề mà chia sẻ cuộc sống. Nhưng mà thì cũng chia tay rồi làm lành rồi cũng hoài drama ma lắm cô. Bạn bè thân cũng hay nói là gia đình cục xúc. Dạ gia đình cục xúc. Thôi bây giờ mình kể cái trận mà chia tay mà nảy lửa, cái trận mặt drama nhất á, đó là cái trận nào? Tại vì toàn là bạn này nói chia tay đi không à, chứ không phải là con. Nhưng mà có dọn đồ đi không? Dạ không, bạn này có. Đó có là đó, thì trận nào? Con không nhớ là cãi nhau vì vụ gì, nhưng con chỉ nhớ cái quá trình cãi nhau thôi. Tại vì cái tính anh này á, rất là lạnh lùng, cực kỳ lạnh lùng luôn. Rất là thương con nhưng mà rất là bất cần. Cho nên đôi khi mà cãi nhau thì cái tính mà bất cần quá thì con rất là bực và nổi điên á cô. Tính con cũng nóng nữa. Có lần hôm đó mà tức tới nổ mà kiểu ảnh không có ở nhà, nhưng mà con ở nhà mà con tức tới mà con không biết làm gì, không phải đập đầu vô tường vậy đó. Đập đầu vô tường mà đầu sưng một cục luôn. Xong rồi bạn bè hôm đó thì có hẹn là sẽ đi qua rủ vợ chồng con đi câu cá, thì đứng đợi dưới khách sạn vậy đó mà gọi hoài cửa không mở, gọi hoài biết con trong này thì mới biết là có chuyện gì, rồi mới lấy chìa khóa của khách sạn lên mở. Thì vô thấy con á hả, đầu tóc thì tả tơi, mà sau hồi đó con nghĩ sao mà có gì đâu mà mình phải mà tới dậy dữ vậy trời, mà con không biết là chuyện gì nữa. Xong rồi bạn con mới gọi cho ảnh là thôi về coi Giang đi như thế nào đó. Anh đi về thì thay vì ví dụ mà người ta cãi nhau, người ta thấy người yêu của mình, bộ mình bị vậy, người ta xót, ôm vô lòng đó đúng không cô? Không. Lạnh lùng luôn. Chia tay luôn. Vẫn quyết định chia tay luôn. Con không thấy xót luôn hả? Cũng sợ, cũng buồn, nhưng mà nghĩ có bạn bè chăm sóc rồi á. Anh suy nghĩ đơn giản lắm, mà cái sự đơn giản đó là tâm như đây con luôn. Rồi lúc đó làm sao? Thì lúc đó ảnh chia tay luôn, thì ảnh vẫn quyết định là chia tay. Thì con vẫn ok, con xách túi ra đi, xách túi đồ ra đi luôn. Thì tối hôm đó con đi ăn xong rồi con lại buồn quá, rồi lại đi pub chơi với bạn.
thì xỉn quá, mà kiểu con thì không có biết uống rượu nhiều, mà trong lúc say, lúc buồn quá thì cứ uống là say nào không may mà cứ say lên, xong rồi nít ơi, cứ nít ơi, tại vì anh này con hay kêu anh là nít. Rồi con khóc lóc, rồi con thế này thế kia, rồi nhất quyết bạn bè đưa về mà không chịu. Rồi mới gọi điện thoại cho anh lên, cái tới khi mà thấy anh lên là con ok con về. Cái quan sát hôm sau bình thường lại. Bình thường. Là chị theo ảnh về đúng không? Dạ. Có nghĩa là khi lúc mà... Lúc đó hết sĩ diện rồi. Hết sĩ diện là, bây giờ còn cãi nhau không? Sau còn... khi mà bắt đầu mà đám hỏi thôi, đính hôn thôi là anh đã thay đổi hoàn toàn rồi. Sau khi cưới thì ảnh là cái giống như là cái suy nghĩ của ảnh mở ra hoàn toàn luôn, ảnh thay đổi rất là nhiều. Vậy là tụi con lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ 2017 tới giờ rồi. Tụi con có baby chưa? Dạ, dạ có rồi. Mấy đứa? Dạ một ạ. À. Dạ. Như vậy là chắc là lúc mà 3 năm sống thử thì bắt đầu mới lòi tính xấu ra là từ 3 năm đó rồi. Dạ đúng rồi. Còn... bây giờ gian trước đi, tật xấu của Hưng là gì? Nhường đi, nãy giờ bạn này nói ít quá. Tại vì trong mắt con thì vợ con cũng hoàn hảo, khá hoàn hảo nên không mát lòng mát đa, nên tật xấu thì chắc cũng chút chút dạ, những cái điều đó không đáng kể nên cũng không có thể nhớ mà được làm những gì mà không có. Tại vì thật sự những cái cuộc cãi vã hay là toàn là bất đồng quan điểm trong công việc hoặc là cuộc sống, mà con thì rất là ít nói, còn bạn này nói rất nhiều cái sự đó, đó là đó. Tật xấu đó, đó. Dạ. Không thấy chưa, nói nhiều dạ. Nói nhiều là tật xấu rồi, mà nói cái gì cũng trúng cái tật điểm của mình á, nên mình không có gỡ lại được nên mình im lặng luôn. Vậy là nói nhiều nhưng mà là nói trúng đúng không? Dạ. Nhưng mà nói nhiều quá là cũng hơi mệt. Dạ đúng rồi. Đó. Thì bởi vậy mỗi lần nói cái là đa số là con im lặng cái bỏ đi luôn. Có nghe nè. Rồi tại vì cô ấy là làm bên thời trang, dạ. Cho nên là ở ngoài là ăn bận coi như là rất là đẹp, rất là thời trang. Nhưng mà về nhà thì có phải trưng diện ở trong nhà hay không? Dạ không. Về nhà khác hoàn toàn luôn. Tới mới lúc mà con nói là trời ơi, vợ vứt cái đầm ngủ đi, cái đầm nó ngày nào cũng thấy mang á, chán quá rồi đổi cái đầm khác rồi vứt đi. Mang tiếng chủ số thời trang là làm hình ảnh rất là nhiều nhưng mà ở nhà mang đồ lề xề lắm. Không chịu thay đổi hình ảnh trước mặt chồng đó đúng không? Dạ, ra dạ. Ngoài thiên hạ thì bắt đầu mới là quần là áo lược thôi, còn lộng ở lẫy nhà kêu xa nhưng mà về nhà là rất hết sức là giản dị đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Như vậy á, thực ra là nó không phải là tật xấu đâu, nhưng mà nó là một cái chưa hài lòng chồng mình đó. Dạ. Nhưng bây giờ là có thay đổi chưa? Giờ qua một thời gian còn đỡ chút xíu rồi. Như vậy là chưa đủ đô đối với chồng con rồi. Như vậy đó là con phải mua nhiều đầm vô cho vợ con mặc chứ. Dạ con đầu tư vô vợ con nhiều lắm. Cái nghề chính của con là đầu tư về gia đình. Rồi bây giờ tới con, những cái tật xấu của Hưng đó là gì? Nóng tính, kiểu cũng hay bị cục tính đó con. Tại vì ảnh là một tiếp người cũng khá là rất là tình cảm, nhưng mà nó lặn ở đâu bên trong, nó không có thể hiện ra bên ngoài, cho nên nhìn nó này rất là lạnh lùng. Con thì cũng kiểu cục tính thì dễ bị nóng này kia lên, chỉ vì cái thái độ không thôi đó. Thì giữa hai vợ chồng con thì con chỉ thấy là vì bị cái vấn đề là nóng tính thôi, chứ cũng không có vấn đề gì nhiều hết. Hay im lặng không chịu giải quyết vấn đề. Ảnh im lặng tại vì ảnh suy nghĩ rất là đơn giản là tại vì không biết nói gì nữa, nói ra sợ nóng tính, nóng hai bên nóng lại cãi nhau. Nhưng con lại nghĩ là ảnh không chịu giải quyết vấn đề thì con lại càng tức và càng khó chịu hơn, và đó là cái bị như vậy. Vậy là giờ con mong muốn anh thay đổi cái gì? Phải chịu mở lòng, cởi mở ra hơn, có vấn đề là phải ngồi lại giải quyết. Tại vì hai vợ chồng con là bị một cái ai cái tôi nó cũng cao quá, nhiều khi im lặng là im tới 2-3 tuần gì luôn á con. Ồ, không ai nói tới ai không ai nói tới ai luôn. Con cũng rất là lì, con cũng không phải dạng dừa gì mà lúc đó nó khó chịu trong lòng. Dạ khó chịu lắm, kiểu ảnh không biết nói gì á, chứ không phải là kiểu ảnh cố tình lầm lì lì đâu. Nhưng mà tính anh cũng lì thiệt. Còn Hưng thì sao? Hưng mong vợ thay đổi điều gì? Thì cũng như vậy thôi. Thì vợ bớt cũng bớt nóng tính, là hai bên đều cũng nóng tính á. Nên chỉ cần vợ con quan tâm tới chồng nhiều hơn. Tại vì con là một đứa cũng khá là vô tư á. Dạ. Con thương thì con rất là thương, nhưng mà con cũng khá là vô tư. Để mà nói về cái độ mà kiểu quan tâm, lo lắng cho vợ, cho con thì ảnh anh con cảm giác là anh thương con nhiều hơn là con. Bình thường là con toàn là người phải xuống nước làm hồi xin lỗi trước không à, chứ cái việc đó là việc đàn ông ngay là rất là nên không. Dạ. Ngay cả cái việc này khi Hưng nói cái điều này ra là Giang cũng phải để ý. Dạ. Con hiểu không, giống như con bị vô tư quá cũng không được, tại vì mình là vợ, mình là mẹ. Dạ. Giống mình là cái lò lửa ở trong cái gia đình của mình vậy đó. Dạ. Tại vì khi con đã hiểu được, con đã nói được, con đã sẻ chia được với cô cái điều là gì, là ảnh là người ít nói. Yeah. Tức là anh rất thương, anh rất ấy, nhưng mà tại vì anh không biết nói như thế nào, bộc lộ như thế nào. Thì khi mình hiểu được cái điều đó rồi thì có những lúc con phải dẹp cái tôi của con đó.
Tại vì sẽ sống với nhau cả đời chứ đâu phải là 7 năm hay 10 năm hay 15 năm. Dạ. Cả đời người. Dạ. Cảm ơn Giang với Hưng. Dạ. Đến với chương trình Vợ Chồng Son. Hồi nãy Thạch nó gan lắm á. Mới bóp đít nhỏ kia. Mới bóp đít nhỏ kia. Anh tự kể mà. Rồi con nghe xong rồi sao? Cái xong con nói thôi khỏi cưới nữa nha Thạch. Thôi khỏi cưới nữa nha Thạch. Con mỗi lần tiếp khách con hay để tay ở phía sau lưng gì. Cái chạy tới nắm tay, cái con đánh cái tay lại. Cái cứ nắm nhiều hơn, cái xong mấy anh kia nhìn thấy mấy anh kia chọc quá trời chọc luôn. Cái anh kêu Thạch ơi Thạch, con khóc rồi Thạch. Ngủ rồi, lấy bình sữa con quăng vô mặt. Cũng ngủ không dậy, nhất quý không dậy. Cái một mình con phải ôm hai đứa nhỏ, ngày nào cũng vậy. Tới bây giờ luôn. Dạ. Thạch ơi là Thạch. Không, ông ấy 50% con nít ông lấn át cái 50% người lớn đó. Mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng tiếp theo. Chào hai em. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận với cô Hồng Quân. Con tên là Thạch, 27 tuổi. Con làm bảo trì xe máy Honda. Làm ở quận mấy Thạch? Dạ, làm bên Cộng Hòa. Rồi, coi dạ, bây giờ Thạch. Dạ, con tên Nhi, con sinh năm 91. Hiện tại con làm nội trợ ở nhà, tại vì con có hai em bé nhỏ. Dạ. Cơ duyên nào mà các bạn gặp nhau nè? Dạ, em quen nhau lúc mà đi làm chung. Bạn này là đi vô làm ngày đầu tiên. Nhưng mà em nghĩ ngày sau đó em vô cái mới thấy bạn này mới quá, tại vì hồi xưa là con có quen một bạn xong rồi bị cấm sừng. Cái con buồn quá, cái con không quen ai luôn mấy năm trời luôn, giống như tim con bị hóa đá vậy đó. Hóa đá luôn. Cái đến khi gặp cô này cái niên thích cái như bị tan chảy vậy. Cái là con gặp Nhi một cái là con muốn tan chảy trái tim rồi, đúng rồi. Trái tim đã hóa đá của... Tại vì mấy chị trong đó toàn là tóc dài không à. Cái bạn này cá tính lắm, tóc ngắn. Cái nhìn vô cái để ý liền. Cái nữ này cá tính như mà sao tóc ngắn. Rồi con chủ động tới làm quen hay sao? Tại vì dạ đúng rồi, con lại con nói chuyện, ủa bạn mới hả? Sao để tóc ngắn xinh vậy? Rồi con bạn này sao? Dạ lúc đó thì giống như xã giao á cô. Lúc đó con chưa có biết tuổi, tại con nhìn mặt Thạch già quá, cái con xin anh. Mấy bữa sau con mới biết là nhỏ hơn con 3 tuổi. Cái con mới nói là thôi Thạch ơi kêu chị em đi, tại nhỏ hơn tới 3 tuổi luôn mà. Cái Thạch mới nói là thôi xưng tên đi cho thân thiết, đừng xưng chị em. Nhưng mà lúc đó là tình trạng tình cảm của con là như thế nào? Dạ lúc đó là con đang có bạn trai rồi. Nghe bạn này có bạn trai rồi cái cũng buồn. Cái suy nghĩ chắc không được đâu. Mấy anh chỗ làm á mới nói thôi cứ quen đi, cứ từ từ tính. Tức là cái khoảng thời gian con thích Nhi là con cũng đã nói cho những người bạn đồng nghiệp biết tâm đúng sự không? Tức là con thầm vậy là bao lâu? Chắc mấy tháng á, hai tháng. Xong rồi cái mấy người bạn trong làm chung á mới biết là sao sắp chia tay với bạn trai rồi. Khoái đúng không? Dạ. Cái mấy anh kia nói thôi cứ vô tấn công vô tấn công. Nói thôi người ta mới chia tay mà niên bay vô kỳ lắm. Cái ổng cái vô cái quen luôn. Cái mới rủ nhau đi uống cà phê. Rồi anh ấy ảnh tấn công như tấn thế công nào sao? Tấn công nhẹ hay tấn công nặng? Dạ có mấy lúc mà con đang ngồi làm á, xong mà giống như có giác quan thứ sáu á chú. Cái tự nhiên con cảm giác giống như có ai đang ở sau lưng á. Cái con quay lại thấy đang đứng thập thò ở trong cái cửa. Tự nhiên vừa mới nhìn thấy con nhìn ra sao cái phóng vô trốn trong cái cửa liền luôn. Bỏ chạy. Dạ. Rồi xong rồi nhiều lúc mà giống như là nói là thôi để Thạch đưa Nhi về nha, là đang chạy tới ngã ba đường cái đấy. Thôi Nhi đi về trước đi, giờ Thạch phải đi về, hôm nay mẹ Thạch la. Cưng quá. Cưng quá. Thiệt thà quá. Dạ. Nhưng mà những lúc đó thì con thấy như thế nào? Con thấy dễ thương. Dễ thương, dễ thương mà. Mà có một lần hẹn hò đầu tiên á, thì đi uống nước, cái xong đang uống nước nói chết cha rồi, hôm nay ngày rằm Thạch phải đi chùa nha Nhi, Nhi ngồi đây mình nha Nhi. Sao không rủ Nhi đi chùa luôn? Không, tại vì con đi chung với bạn con. Thì rủ chui chung luôn đâu có sao đâu. Tại sợ bạn không có đi á. Tại cái con nói thôi giờ bạn về đi rồi con đi mình. Giờ bao lâu Nhi mới có tình cảm với Thạch? Con cũng không nhớ nữa, giống như là cứ
đi với nhau mỗi ngày từ từ thích hồi nào cũng không hay luôn. Cái lần mà ổng chủ động mà ổng tỏ tình với con á, ổng mạnh dạn nhất có thể đó, mạnh dạn nhất có thể á. Cái bữa đó là con đang đứng, cái xong con đang tiếp khách, cái con để con mỗi lần tiếp khách con hay để tay ở phía sau lưng gì, cái chạy tới nắm tay, cái con đánh cái tay lại, cái cứ nắm nhiều hơn, cái xong mấy anh kia nhìn thấy mấy anh kia chọc quá trời chọc luôn. Con mỗi lần mắc cỡ là con đứng con cười không mà con không biết làm gì nữa. Đó là lần đầu tiên là cái hành động là nắm tay đó. Dạ. Rồi vậy là cái nụ hôn đầu là đứa nào hôn đứa nào? Tay. Mà hôn kỳ lắm con. Cái nụ hôn đó là nó xảy ra ở đâu? Hình như công viên Thỏ Trắng ha. Đúng rồi. Công viên Thỏ Trắng. Thỏ Trắng. Hôn giống như liếm như ướt hết cái mặt của con vậy. Hôn giống như liếm như ướt hết cái mặt của con vậy. Như mèo hôn gì đó không liếm. Hôn má hả? Rồi, dạ. Rồi liếm mặt luôn. Ê, nó nghe nè, bộ mấy đứa bạn gái trước là chưa có hôn đứa nào hay sao vậy? Tại vì con hôn để tối về ngủ rồi còn nghe mùi con nữa. Ồ, giữ mùi hương. Ông đánh dấu á, để về. Bà dân bà tả luôn, chết, nó giống như mèo luôn. Sao con có hỏi lại không? Nó ủa sao hôn kỳ vậy? Lúc đó cảm giác con sao? Nhộn chết luôn. Con nói là thôi mốt đừng có hôn nữa. Mỗi lần hôn xong ướt mặt hết trơn rồi, khó chịu. Rồi, vậy là con cứ tiếp tục giữ cái lập trường của con là con hôn kiểu đó không? Hay là lần không, sau con... Dạ, là hôn xong rồi tới giờ hết rồi. Dạ, rồi. Dạ. Chỉ có lần đó duy nhất thôi. Không, dạ. Cũng gần cả tháng á. Hả, tháng là hôn cứ ướt là ướt nhẹp mặt vậy đó hả? Trời đất ơi. Ừ, hôn coi có bị chét phấn được không rồi sẵn thử luôn. Ai nhờ không có chét phấn gì hết. À, tức là để mật mật đó hả? Để mật mật. Trời đất ơi. Trời ơi, mất. Ông thử coi là có son phấn gì. Là con thích là ngày là gương mặt của Nhi là mộc. Dạ, đúng không? Bây giờ thì biết hôn quy hoạch rồi đúng không? Dạ, quy hoạch cái bờ môi thôi đúng không? Vậy là chồng còn nít quá ha. Dạ. Bây giờ người lớn, bây giờ người lớn ra chưa hay là vẫn còn con nít? Bây giờ là cha của hai đứa nhỏ rồi đó. Dạ, vừa cũng còn nít, vừa 50 nít 50 lớn. Ủa, có cái tính nào của ổng con nít mà nó khiến nó buồn cười không, làm cho con giận hờn không? Dạ có. Có gì con? Cái lúc mà sắp cưới á, cái mấy anh trong công ty á mới thách là bóp vòng ba của cái bạn kia. Xong cũng chạy tới bóp thiệt. Mà con trước mặt con. Dạ con không thấy cái con. Tại vì mỗi lần lúc đó là con làm bên chỗ khác rồi. Cái mỗi lần về là con hay ghé qua chung. Cái con ghé qua anh kia mới kể là hồi nãy Thạch nó gan lắm á, mới bóp đít nhỏ kia. Mới bóp đít nhỏ kia. Anh tự kể mà. Rồi con nghe xong rồi sao? Cái xong con nói thôi khỏi cưới nữa nhà Thạch. Thôi khỏi cưới nữa nhà Thạch. Rồi con thú nhận sao? Xong rồi về con năn nỉ. Con lúc đó con khai trước mà, nhớ khai trước. Không có anh Vũ kể. Hồi sáng ông mấy ông làm chung á, ông cứ kích hoài à. Cái con làm đại cái. Cái vô mà. Thấy không, lần sau ra bớt nít lại giùm tôi cái. Thách đố không được cái gì hết trơn á. Tụi con yêu bao lâu thì tụi con mới cưới? Dạ khoảng 2 năm. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà tụi con quen nhau á thì được 1 năm là con bị bệnh. Con bị bệnh nặng lắm. Vậy hả, bệnh gì con? Dạ con bị lao màng phổi. Là lúc đó là nguyên một lá phổi của con bị tràn nước hết luôn rồi, tràn dịch hết luôn rồi. Dạ con nằm trong viện chắc cũng 1 tháng á. Ngày nào Thạch cũng vô Thạch chăm sóc hết. Lúc đó là con bệnh mà con ngồi dậy không có được luôn, phải có người đỡ con mới ngồi dậy được. Thạch chăm sóc, nó biết chăm sóc không? Dạ biết, chăm sóc chu đáo đó hả? Sợ không Thạch? Dạ sợ chứ, con thấy giống như trong chuyện cổ tích vậy á, chăm sóc xong được cái cưới luôn. Lúc mà con sắp xuất viện á thì con hỏi Thạch có sợ không, Thạch nói là Thạch sợ Di chết lắm. Cảm động ha. Dạ. Sau cái cú bệnh đó là 1 năm sau là cưới hả? Dạ. Dạ. Nhưng mà chú hỏi hiện giờ thì cái tình trạng cái bệnh đó của con thế như thế nào? Dạ con lành rồi. Dạ lúc đó là con chữa 6 tháng. Thì lúc đó là có 2 cái túi phổi, túi phổi dự trữ cô với chú, giống như nó xẹp vô vậy á. Cái Thạch mới dẫn con đi học bơi. Thạch dạy con học bơi. Thì con bơi cái con đi khám lại thì bình thường trở lại. Vậy tốt rồi. Thì bây giờ mới có 2 em bé được chứ, đúng không? Vậy quá tốt rồi. Cưới nhau được mấy năm rồi ta? Dạ 4 năm. Dạ. Được 4 năm rồi. 2 đứa con. Vợ có gì có tật xấu gì không Thạch? Dạ con nóng tính lắm. Nóng tính. Cứ mà không thích á là đụng tới là như giận cá chém thớt vậy. Cái như là đi ngoài đường thích cái món đó, món ốc đi, ghé ngang. Lỡ mà bị kẹt xe gì chạy lố á,
Về luôn. Về luôn, coi như dễ tụt mút. Dạ đúng rồi. Dễ tụt mút lắm đúng không? Dạ đúng. Chứ cái không phải là giận cá chém thớt. Dạ. Chừng nào mà như giận con quánh thạch á thì mới là giận cá chém thớt. Có không? Hôm nay là dễ bị tụt mút. Dạ. Có không? Ít quánh lắm, khi có đuổi ra phòng không à. Giận xong cái ra ngoài ở ngủ ngoài ngày đi rồi mày vô tiếp. À, tức là không cho vô phòng ngủ hả? Mà con không chịu. Dạ. Phải chịu biết thôi. Vợ nóng mà ra ngoài ngủ sáng im im mà vô nói chuyện tiếp. Rồi còn cái gì nữa nè? Với lại có khó tính không? Có khó tính. Không khó vừa, tính như thế nào? Đang giận á mà không vừa ý là bập liền à, chửi. Cái lộn cũng hay cằn nhằn lắm. Nói vì... chung là khó tính nè, cằn nhằn với nóng tính là nó vô một cụm đó. Đó. Dạ. Ừ. Còn gì có ghen không? Lúc, đó. Lúc đầu á yêu thì la thôi em không ghen đâu, cũng đi đâu cũng được á. Cái cưới về xong giờ ghen. Giống như đi làm á, cái lâu lâu cái ghé ngang lấy cái điện thoại cái móc ra coi nhỏ này nhỏ nào nhắn tin lại. Cái nói thì mấy người làm chung thôi, nhắn qua nhắn lại có sao đâu. Giống như thấy người nào lạ là bắt liền. Hỏi. Tại sao anh lại kết bạn với nhỏ này? Đúng không? Vì giờ mong muốn Nhi thay đổi điều gì? Nói bớt nóng tính lại. Chỉ cần bớt nóng tính thôi phải không? Dạ, đúng rồi. Ghen là cho phép, cho quyền. Dạ, đúng rồi. Cho quyền ghen. Miễn mình trong sạch thôi, chấp ghen luôn. Dạ, đúng, đúng rồi. Không? Ừ. Rồi Nhi, những tật xấu của Thạch là gì? Ngủ rất là nhiều, ngủ khủng khiếp. Nít mà. Giống như mới là... có 50% người lớn thôi. Giống như là hồi mà đẻ bé đầu tiên xong á, cái thì con chăm sóc rồi cái không có chịu giữ á cô. Có nói là Thạch ơi phải cẩn thận trong thôi, có bầu lại á Thạch. Xong cứ không sao đâu, không sao đâu. Không kiềm chế được phải không? Xong rồi là 3 tháng rưỡi con có em bé thứ hai. Cái Thạch hứa là đẻ ra đi anh phụ em canh con. Xong tới khi đẻ ra cái về nhà được mấy ngày, tại vì khi mình sinh xong là cái vết thương từng sinh môn còn á cô, là mình đau lắm. Đau. Cái con dắt sữa, đứa lớn nó khóc. Cái anh kêu Thạch ơi Thạch, con khóc rồi Thạch. Cũng ngủ rồi. Lấy bình sữa con quăng vô mặt. Cũng ngủ, không dậy. Nhất quý không dậy. Cái một mình con phải ôm hai đứa nhỏ. Ngày nào cũng vậy. Tới bây giờ luôn. Dạ. Thạch ơi là Thạch. Không, ông ấy 50% con nít, ông lấn át cái 50% người lớn đó. Ủa, con làm mà... sao mà để cho Nhi thành có ba đứa con đó là chết đó nha. Nhưng mà Nhi, con có bị stress không? Dạ có. Có nhiều lúc con ngồi con khóc. Có khi giống như con không muốn nhìn thấy con của con luôn. Vậy là cái dấu hiệu này dấu hiệu bị trầm cảm đó con. Có đó nghe. Dạ. Nguy hiểm đó Thạch. Thôi bây giờ con mong muốn Thạch thay đổi điều gì? Dạ đừng có ngủ nhiều nữa là được rồi. Đừng ngủ nhiều nữa. Dạ ngủ nhiều ha. Rồi. Nói nghe nè, 100% là người lớn đi, đừng có 50% con nít nữa. Tại con đi làm xong rồi về là cái con mệt quá cái con ngủ rồi. Dạ không có. Ngày bình thường nghỉ không có làm gì hết cũng ngủ, ngủ 24 tiếng cũng được nữa. Trời ơi con biết sao không? Nói nghe nè. Con thử có một ngày á mà con chăm sóc hai đứa nhỏ đi, con thấy cảnh liền. Dạ, con được có không? Chăm sóc rồi. Ừ, cho nên con phải thương vợ con. Dạ. Chứ nó trầm cảm á, nhiều khi á hả, nó buồn quá, nó nghĩ bậy nữa là mệt. Dạ. Mệt con chứ không mệt ai. Dạ. Hiểu không? Dạ. Bây giờ hứa với vợ đi là 50% con nít của con là sau bữa nay là con bỏ. Con dẹp thành 100% là người lớn luôn cho cô. Dạ. Dạ, hứa vợ là 50% nít nữa là không còn nữa. Hay quá. Hay quá luôn nè. Chồng sẽ tặng cho vợ một kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Trời ơi. Trời ơi. Quá bất ngờ. Vậy mà nói nó vô tâm cái gì. Đứng dậy nhận liền con. Đứng dậy. Đứng dậy nhận. Trời ơi. Ôi cưng ghê. Xúc động rồi. Vợ con cũng không biết luôn, con giấu tới giờ. Dạ. Con quá hay, cho nên là con quá hay luôn. Rồi, chúc cho hai bạn luôn luôn hạnh phúc như thế này nha. Dạ, cảm ơn.